Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên, Tô Thương. Tập 21. Bất chi bất giác, nửa tiếng sau. Hiện trường hơn 2000 tên tông sư bình thường, gần như bị diệt hết, chỉ còn lại mấy chục tên ít ỏi, bị dọa đến tè ra quần, xen lẫn vào đám người, hốt hoảng chạy trốn. Ha ha, Thanh Minh luyện thể thuật bồi dưỡng ra được những chiến sĩ này, quản thật là khắc tinh của loại chiến trường này rồi. Tô Thương đứng phía sau, khóe miệng lộ ra một nụ cười, nói tiếp, những thành viên huyết đồ này, không biết mệt mỏi, lực lực vô cùng lớn, cơ thể lại cực kỳ chắc chắn, chỉ cần cho họ đủ thời gian, đừng nói mấy chục vạn binh lính, dù là mấy trăm, mấy ngàn vạn, họ cũng đều có thể giết chết không còn manh giáp. Huống hồ. Tô Thương tươi cười nói, trải qua trận này, thực lực thành viên huyết đồ, chắc chắn sẽ được nâng cao hơn. Chỉ ít có thể đạt được đến cấp độ của Tiêu Đình bây giờ, có thể so sánh với Địa Tông Đỉnh Phong, thậm chí có thể giết chết được Địa Tông Đỉnh Phong. 49 người có thể giết chết Địa Tông Đỉnh Phong, không tốn công sức mà chúng tự chui đến cửa, nói cho cùng, mình còn phải cảm ơn những binh lính nước D này đó chứ, ha ha ha. Tô Thương có chút đắc ý. Bây giờ nhà họ Tô, kẻ thù đông đảo. Ba thế lực trong giới luyện võ. Trong đó có lão độc vật của vùng núi thâm sâu Vân Vụ, là kẻ thù không đội trời chung, không giết không được, nhất định phải báo thù vì tổ tiên nhà họ Tô. Còn về cùng núi Tế Trời, nơi này có quan hệ khá phức tạp, tạm thời không đề cập tới, nhưng Tô Thương chắc chắn phải đi một chuyến để đưa mẹ trở về. Trừ nơi đó ra, còn có gia tộc Tây Môn ở Côn Luân. Gia tộc này, chiếm lấy Côn Luân, năm đó thủ đoạn hung tàn, sớm muộn cũng sẽ có ngày. Tô Thương phải dẫn người đi tiêu diệt chúng, lấy máu trả máu, lấy răng trả răng. Vì thế, Tô Thương mới đem Thanh Minh luyện thể thuật và Phục Long thuật hợp kích truyền cho vệ sĩ nhà họ Tô, ý đồ để bồi dưỡng những vệ sĩ nhà họ Tô trở thành cao thủ siêu cấp. Đến lúc đó, Tô Thương dẫn đầu thành viên huyết đồ, san bằng vùng núi nơi thâm sâu Vân Vụ, đánh vào vùng núi Tế Trời, tiêu diệt gia tộc Tây Môn. Dung chuyển toàn bộ giới luyện võ. Có điều, thành viên huyết đồ khoảng 49 người, muốn phát huy hết sức mạnh toàn thân của họ, không phải là một chuyện đơn giản. Nếu như thông qua dược tài để rèn luyện cơ thể, lấy dược tài thuần chất trên trái đất, chỉ sợ lãng phí rất nhiều sức người và cả thời gian. Nhưng bây giờ, vẻn vẹn chỉ cần thông qua một cuộc chiến tranh, thành viên huyết đồ liền có thể so sánh từng người với Địa Tông Đỉnh Phong, đây quả thực là chuyện tốt to lớn. Hơn 400 tên tông sư đỉnh phong này, khá thông minh đó, ai cũng không muốn chết, vì thế để hơn 2000 tên tông sư bình thường, tiêu hao hết tinh lực của thành viên huyết đồ, chuẩn bị đến khi những thành viên huyết đồ hết sức chống trả, mới bắt đầu ra tay đánh giết. Đáng tiếc quá, bọn họ tính sai mất rồi, tính chất của thành viên huyết đồ là càng đánh càng hăng, vĩnh viễn không bao giờ dã rời. Tô Thương nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó ánh mắt dịch chuyển khỏi những tên tông sư đỉnh phong. Đồng thời cũng nhìn vào chiếc xe sang trọng từ phía xa, lông mày anh ấy bỗng nhiên nhíu lại, một cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có bao phủ toàn thân. Bên trong xe, có một người, thật là mạnh. Tô Thương trong nháy mắt đề cao cảnh giác, ánh mắt đầy sự đề phòng, nhìn thẳng vào trong chiếc xe đó. Lúc trước anh ấy không để ý, giờ mới phản ứng được. Sau khi đặt chân đến luyện khí tầng thứ 9, năng lực nhận biết của Tô Thương, mạnh gấp mấy lần. Cao thủ cấp bậc như Trương Trọng Ngô cũng không trốn thoát được cảm giác của anh ấy. Nhưng người bên trong xe đó, Tô Thương ngay từ đầu không hề nhận ra được, dù là giờ phút này, anh ấy cũng không đánh giá được thực lực của người đó, chỉ là cảm giác được có một ánh mắt đang nhìn chăm chú về mình. Nhưng đạt đến trình độ cao thủ thế này, không thể nghi ngờ gì nữa, chắc chắn là khủng bố phi phàm, thực lực tuyệt đối vượt qua Trương Trọng Ngô. Lần này phiền phức rồi. Tô Thương sắc mặt nặng nề, lại không thể tránh được, chỉ có thể đứng tại chỗ, yên lặng theo dõi tiếp diễn biến. Lấy thực lực của Tô Thương bây giờ, thi triển chỉ xích thiên nhai, nếu là chạy trốn có thể có chút cơ hội sống sót. Có điều, Tô Thương cũng không muốn cứ thế mà bỏ mặc Tiêu Đình cùng 49 thành viên huyết đồ, vì thế không chạy trốn liền, nhìn xem người đó rốt cuộc có tính toán gì, vì sao để mặc thành viên huyết đồ giết một loạt tông sư cao thủ của chúng như vậy. Tất nhiên, nếu như người bên trong xe đó ra tay với mình, Tô Thương không chút do dự mà bỏ đi,
dù sao bảo toàn tính mạng vẫn là quan trọng nhất. Để xem tình hình trước mắt đã. Sau khi hạ quyết tâm, Tô Thương giả vờ như không phát hiện được Đoan Mộc Lưu, cơ thể không nhúc nhích. Còn về Đoan Mộc Lưu, ngồi bên trong xe, cách giữa khoảng không mà nhìn chăm chú Tô Thương, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Người thanh niên này, thật không đơn giản. Đoan Mộc Lưu khẽ cười nói, bên trong cơ thể rõ ràng không có chân khí chuyển động, lại có khí thế ung dung, hoàn toàn không giống người tay không trói gà. Lại có thêm mấy chục tên chiến sĩ kỳ quái này, đều là cậu ta mang đến, lại nghe lệnh của cậu ta. Đoan Mộc Lưu lẩm bẩm nói, thú vị quá, lần này bế quan hơn 100 năm, không ngờ nước Hoa lại có một thanh niên tài tuấn thế này. Nhưng chiến sĩ đao thương bất nhập đó, cũng cực kỳ cổ quái, hình như có thể hấp thụ tinh huyết, làm cho cơ thể lớn mạnh, khiến người khác nhìn không thấu. Ánh mắt Đoan Mộc Lưu, di chuyển khỏi người Tô Thương, nhìn về phía những thành viên huyết đồ đang tàn sát tứ phương, nhịn không được mà cười nói, mình thật sự muốn nhìn một chút, bọn chúng rốt cuộc là đánh được đến mức nào, cuối cùng có thể giết chết bao nhiêu người. Lão Tổ Tông, Đoan Mộc Thuật ở bên cạnh lại sốt ruột rồi. Vội vàng nói, những tên kia quá quỷ dị, mấy tông sư bình thường bên mình sắp bị chúng giết sạch rồi, xin ông ra tay đi. Vội gì chứ? Đoan Mộc Lưu giọng điệu bình thản nói, lệnh cấm đoán địa tông, là do ông chủ động đề nghị. Mặc dù lần này chúng ta có ý đồ tiêu diệt chỗ này, với thực lực của ông, thì năm quận cùng 19 nước không dám ý kiến gì, nhưng quy định là quy định. Đoan Mộc Lưu chân thành nói, con người của ông. Từ trước đến nay luôn tuân thủ quy định, không phải là tình hình bất đắc dĩ thì ông chắc chắn không ra tay. Tông sư bình thường đều chết hết rồi, khiến cho những tông sư đỉnh phong phải ra tay, mấy đồ chó này, tham sống sợ chết, tính toán, mưu mô, cực kỳ khôn ngoan, lúc trước không ra tay cùng lúc với tông sư bình thường, giữ họ lại để làm gì chứ? Đoan Mộc Lưu cười lạnh lùng nói, hơn nữa, lần này triệu tập họ đến từ 5 quận cùng 19 quốc gia. Ông căn bản không có ý định để họ trở về, Đoan Mộc Thuật, cháu rõ chưa hả? Chuyện này. Đoan Mộc Thuật dừng lại một chút, sau đó như bừng tỉnh lại, khâm phục nói, cháu hiểu rồi, đây là mượn tay giết giặc, một mũi tên trúng hai đích, lão tổ tông anh minh. Bây giờ, hầu hết những người dẫn đầu quân đội của nước D lần này đều là người đến từ 5 quận cùng 19 quốc gia. Nhất là tông sư bình thường và tông sư đỉnh phong, gần như là từ các quốc gia triệu tập đến. Đoan Mộc Lưu phải dùng họ để đánh nước Hoa, vừa chiếm đoạt vừa tiêu giảm lực lượng của 5 quận cùng 19 quốc gia. Đừng nói đến xuất hiện chướng ngại vật là 49 thành viên huyết đồ này, cho dù là họ không đến thì những cao thủ tông sư này cũng đừng hòng còn sống mà trở về quốc gia của mình. Mặc dù làm như thế, sẽ đắc tội với 5 quận cùng 19 quốc gia. Nhưng Đoan Mộc Lưu thực lực cường đại, tất nhiên không sợ những chuyện này rồi, nhất định những quốc gia đó không dám tìm nước D gây phiền phức. Quan trọng nhất là, kể từ đó, cao thủ các quốc gia, sẽ xuất hiện gián đoạn, dù sao thì những cường giả cảnh giới tông sư, đại đa số đều nằm trong đội ngũ lần này. Lần gián đoạn này, sẽ dẫn đến việc 5 quận cùng 19 quốc gia trong thời gian rất dài không thể sinh ra được cao thủ địa tông. Những người thăng cấp lên thiên tông cũng sẽ càng ngày càng ít. Mặc dù trên chiến trường có lệnh cấm đoán địa tông, nhưng chiến trường ở bên ngoài lại không có, một quốc gia mạnh hay không mạnh, vẫn phải xem người luyện võ có vượt qua được tông sư hay không. Đoan Mộc Lưu làm ra chuyện này, vừa là để trải đường cho con cháu đời sau, muốn để nước D trong mấy chục năm này, thực sự lớn mạnh. Vì thế, thành viên huyết đồ xóa sổ nhưng binh lính ở hiện trường. Đoan Mộc Lưu không thèm quan tâm, dù là giết chết tông sư, ông ta cũng không để ý. Chấm chấm chấm. Lúc này, trên cổng thành, hơn 2.000 tông sư, toàn bộ đều, chết hết. Triệu Thiên Sách tận mắt nhìn thấy tình hình chiến đấu bên dưới, cả người đầy sững sờ, căn bản không thể tin được cảnh này đang diễn ra. Vệ sĩ nhà họ Tô, vậy mà có thể làm ra một việc vĩ đại như thế, thật không thể tưởng tượng được mà. Không nghĩ Tô Đại Thiếu Gia lại có những vệ sĩ như thế thật khiến người khác chấn động mà. Triệu Thiên Sách nhìn Tô Thương từ xa, nhìn Tô Thương bằng ánh mắt cảm kích, lẩm bẩm nói, mặc dù Tô Đại Thiếu Gia là một phế vật, không học hành không võ thuật, nhưng lần này cậu ấy lại cứu được biên giới phía Nam,
cứu được thiên hạ, mình phải báo lên trên, để thưởng cho cậu ấy mới được. Nghĩ đến đây, Triệu Thiên Sách liền đi xuống dưới thành, lợi dụng phương thức truyền tin đặc biệt, vượt qua Bình Thân Vương, liên hệ thẳng đến Hoàng Thượng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Cùng lúc đó, hướng dưới cổng thành, hơn 400 người luyện võ cảnh giới tông sư Điền Phong, chậm rãi đến gần 49 thành viên huyết đồ, từ từ bọc lại thành một vòng vây. Tôi đã quan sát kỹ rồi, những quái nhân này cũng không phải là đao thương bất nhập, bọn họ cũng sẽ bị thương, với lực lượng của chúng ta, hoàn toàn có thể làm bị thương nhóm này, mọi người đừng sợ. Không sai, nhưng phải chú ý một điểm, không được lấy trứng chọi đá với họ, lực lượng của họ lớn mạnh lạ thường lắm. Mọi người phải cùng nhau ra tay, tiêu hao lực lượng của chúng, tất nhiên có thể bắt hết toàn bộ bọn họ lại. Hơn 400 tên tông sư đỉnh phong, sau khi giao hẹn kỹ càng rồi, gần như là cùng lúc, cùng nhau tiến lên. 49 thành viên huyết đồ, đối mặt với sự bao vây của nhiều tông sư đỉnh phong như vậy, có chút không chống đỡ được. Vù, 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 vù. Liên tiếp mấy thành viên huyết đồ bị đánh, máu tung tóe khắp trời. Mặc dù không chống lại được, nhưng họ lại có thể tránh né được những bộ phận quan trọng, vì thế thương thế cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Dưới cách xử lý đơn giản, họ tiếp tục chém chết mấy trăm tên tông sư đỉnh phong. Cứ như vậy, 49 thành viên huyết đồ, lấy vết thương của mình, đổi lấy tính mạng của đối thủ. Chỉ cần giết được đối thủ, họ sẽ nhận được huyết dịch bổ dưỡng, vết thương sẽ có thể hồi phục. Cứ tiếp tục như vậy, hơn 400 tên tông sư đỉnh phong, rất nhanh cũng chỉ còn 300 tên. Nghị lực sống thật ngoan cường. Quái nhân, thật là quái nhân, chỉ cần đối phương không trực tiếp bị đánh chết thì họ sẽ hấp thụ được huyết dịch, vết thương liền sẽ phục hồi như cũ, sức mạnh cũng sẽ gia tăng thêm một chút, quá quỷ dị. Mọi người không cần loạn, tập trung lực lượng, giết từng người, đừng phân tán. Được thôi. Chúng ta chia làm mấy nhóm, đồng thời cùng tấn công một người, chặt đứt cổ của chúng, tôi không tin chúng không chết. 300 cao thủ tông sư đỉnh phong còn lại, mơ hồ tìm đến phương pháp đối phó với thành viên huyết đồ, ra tay không chút lưu tình. Nhưng lúc này, Tiêu Đình vẫn luôn quan sát trận chiến, lại ra tay. Thực lực của Tiêu Đình, có thể nghiền ép địa tông Điền Phong, tất nhiên có thể nhẹ nhàng chà đạp những tông sư này. Chẳng qua là anh ấy biết ý đồ của cậu chủ, không phải đơn giản chỉ là để nâng cao thực lực của mình, mà muốn đề cao thực lực của toàn bộ thành viên huyết đồ. Vì thế, lúc trước Tiêu Đình không tham gia vào cuộc tàn sát lớn này, chỉ là ở bên cạnh bảo vệ mà thôi. Bây giờ thấy thành viên huyết đồ nguy hiểm tính mạng, anh ấy trực tiếp ra tay hóa giải. Sau đó, Tiêu Đình thấp giọng hét, huyết đồ nghe lệnh, bày trận. Vâng. 49 thành viên huyết đồ, nghe được mệnh lệnh của Tiêu Đình, nhất thời dựa theo trí nhớ trong đầu, tìm đến vị trí của mình, ngay lập tức, Phục Long thuật hợp kích trận được hình thành. Lần này họ đến chiến trường biên giới phía Nam, không chỉ vì nâng cao sức mạnh của cơ thể, còn muốn rèn luyện Phục Long thuật hợp kích. Bây giờ, chính là thời cơ thích hợp. Phục Long thuật hợp kích. 49 thành viên huyết đồ, sẽ như cùng là một người. Lại phát ra một lực lượng lớn gấp trăm lần. Giết! Cùng với tiếng hét của Tiêu Đình, 49 thành viên huyết đồ, lợi dụng một loại trận hình quỷ dị, thẳng hướng 300 tên tông sư đỉnh phong. Trong chốc lát, những tông sư đỉnh phong này trước đó đã chia thành từng nhóm nhỏ, trực tiếp bị tách ra. Tiêu Đình không ra tay, chỉ là ở bên cạnh chỉ dẫn, nhưng thực của những thành viên huyết đồ phát ra, cũng đủ để nghiền ép 300 tên tông sư đỉnh phong. Lập tức, tiếng kêu cứu ở hiện trường thảm thiết hơn, những tông sư đỉnh phong này bây giờ không khác nào một đám gà dịch, tùy ý để thành viên huyết đồ tàn sát. Chấm chấm chấm. Cùng lúc đó, thành phố, Tử Cấm Thành, Đại Điện Kim Loan. Khí thế hào hùng phía trên cung điện, vàng son lộng lẫy, bốn cái cột trụ to lớn, như những tảng đá chọc trời, chạm khắc rồng và phượng. Ở chỗ cao nhất của Đại Điện. Có một ngai vàng mà tất cả những người trên thế giới theo đuổi danh vọng và tiền tài đều mong muốn được ngồi trên đó. Sau ngai vàng, chín tác phẩm điêu khắc rồng vàng, với hàm răng và móng vuốt của chúng,
như có tiềm năng nuốt chửng cả thế giới. Giờ phút này, một người đàn ông khuôn mặt nghiêm túc, ngồi ngay ngắn ở trên ngai vàng, không giận dữ nhưng trông rất uy lực. Người này chính là quyền lực đỉnh phong, chủ chung của thiên hạ, thống trị non sông đất nước, vô số dân chúng, mắt nhìn xuống trăm dân thiên hạ. Người này chính ta, Long, Hành, Thiên. Dưới Long Hành Thiên, chỉ ta là cao quý. Trên đại điện, là Hoàng thượng Long Hành Thiên. Dưới đại điện, là các quan văn võ trong triều, khoảng gần 100 người, toàn bộ là các nhân vật nắm quyền thế trong thiên hạ. Người đứng ở phía bên trái, là em trai của Hoàng thượng, Bình Thân Vương Long Từ Hành. Người đứng phía trên nhất bên phải, là một ông già khoảng 60 tuổi, là tể tướng Lưu Trung Liên đương triều. Sau khi trận chiến biên giới phía nam nổ ra, Long Từ Hành đứng đầu quan võ, cùng với Lưu Trung Liên người đứng đầu quan văn, đã triệu tập hết quan văn quan võ, vội vàng đến diện kiến ở đại điện, cùng nhau bàn bạc cách đối phó. Cho tới nay, nước Đê ở hai bên biên giới Tây Nam, đều không hòa thuận với bên ta, thường xuyên xảy ra chiến tranh. Hoàng thượng Long Hành Thiên nhíu mày, lần này, sao bọn họ lại đột nhiên xâm chiếm quy mô lớn như vậy, lẽ nào thật sự có âm mưu gì sao? Hoàng thượng, việc cấp bách bây giờ, là phái binh tiếp viện cho biên giới phía Nam ạ, chẳng lẽ ngài lại muốn hai tay dâng biên giới phía Nam cho chúng sao? Lưu Trung Liên đứng đầu quan văn đứng ra, dõng dạc nói, mỗi một tấc đất của đất nước, đều là do vô số những binh sĩ phải bỏ mạng để đổi lấy, lần này, đương nhiên một tấc đất cũng không nhường. Lời này của tể tướng sai rồi. Long Từ Hành bước ra một bước, trực tiếp phủ nhận, khí thế hừng hực của nước Đê, một trận chiến như là trẻ trẻ, biên giới phía Nam rời vào tay giặc là điều đương nhiên, cho dù phái quân tiếp viện, cũng không ăn thua. Long Từ Hành đề nghị, em đề nghị, để nước Đê vào thành, sau đó chia nhỏ ra, dùng trận pháp thiên lô, để tiêu diệt toàn bộ bọn chúng. Hoàng thượng! Lưu Trung Liên nghe vậy, vội nói, tuyệt đối không thể được ạ. Cách này như dẫn sói vào nhà, hậu họa nhất định sẽ vô cùng lớn. Nước Đê dùng biên giới phía Nam làm bàn đạp, không ngừng phái quân đến đó, để chiếm đoạt đất đai nước ta sẽ chống cự như thế nào? Lưu Trung Liên lo lắng nói, còn chưa nói đến chiến pháp thiên lô có hiệu quả hay không, cứ cho là có hiệu quả thật, thì cũng không có khả năng đâu, suy cho cùng nước Đê vào thành, thì hàng vạn người dân sẽ rơi vào tình cảnh khốn khổ lầm than đó ạ. Cho dù đã hủy diệt được nước Đê, thì phải làm thế nào đây, vì chiến tranh mà dân chúng phải chết oan, có thể làm lại từ đầu sao? Lưu Trung Liên cầu cứu giúp nhân dân, hy vọng Hoàng thượng có thể suy nghĩ cho nhân dân, chống cự lại địch ở bên ngoài biên giới phía Nam, mà chiến đấu với nước Đê đến cùng. Tể tướng đúng là rốt nát. Long Từ Hành cười một tiếng, rồi trầm giọng nói, theo như tin tức mà tôi có được. Lần này nước Đê đã huy động 50 vạn quân lớn, hơn 2.000 tên tông sư bình thường, 500 tên tông sư đỉnh phong. Bù! Vừa nói xong, bỗng hiện trường giấy lên một cơn ngạc nhiên, bách quan văn võ đều kinh ngạc, rõ ràng bọn họ biết 2.000 tên tông sư bình thường, 500 tên tông sư đỉnh phong, mang ý nghĩa gì? Huy động lực lượng toàn quốc, bên ta vẫn có thể lấy một chọi hai, nhưng chống chọi với địch ở ngoài thành biên giới phía Nam. Không khác gì mơ mộng hão huyền. Long Từ Hành tiếp tục nói, huống hồ, triệu tập các tông sư võ sĩ tản mạn ở khắp nơi, ít nhất phải cần thời gian là 2 ngày. Mà biên giới phía Nam, tối nay thể nào cũng rơi vào tay giặc, thời gian căn bản là không kịp. Ngoài ra, tể tướng, ông có biết, lần này nhân vật dẫn quân của nước Đê là ai không? Long Từ Hành trầm giọng hỏi dò. Lưu Trung Liên tiếp nhận ánh mắt của Long Từ Hành. Không tự ti đáp, là ai thì có liên quan gì, có thể ảnh hưởng tới cục diện chiến tranh không? Có thể chứ. Long Từ Hành lại gật đầu, nghiêm túc nói, vì người đó, từng là một thần thoại vô địch của nước Đê, Đoan. Mộc, Lưu. Cái gì, Đoan Mộc Lưu? Đoan Mộc Lưu không phải đã chết rồi sao, đã chết được 100 năm từ lâu rồi mà. Nhưng gần đây ông ta là thần thoại vô địch, trên chiến trường danh tiếng hiển hách. Nhưng đã nhiều năm trôi qua như vậy, ông ta không thể còn sống được. Trong số bách quan văn võ, đa số đều biết đến tiếng tăm của Đoan Mộc Lưu. Điều này cũng bình thường.
Chính lúc này tất cả mọi người phía trên nói, Đoan Mộc Lưu gần đây là thần thoại vô địch, trong lịch sử cận đại đã ghi lại một trang sử hào hùng. Người thời nay, cứ nghe nói đến chiến tích của Đoan Mộc Lưu, thì liền biết đến sự huy hoàng của ông ta. Do đó, nghe đến cái tên Đoan Mộc Lưu, tất cả mọi người đều không thể bình tĩnh được. Bình Thân Vương nói không ngoa, Đoan Mộc Lưu quả thực vẫn còn sống, mật thám của trẫm ở nước Đê, hôm qua vừa truyền tin tức đến. Bây giờ, Hoàng thượng Long Hành Thiên mới nói, thời gian trước, khi Đoan Mộc Lưu chinh chiến nơi xa trường, đã hơn 100 tuổi rồi, giờ đây lại qua hơn 100 năm nữa, trẫm không thể ngờ rằng, người này vẫn tồn tại ở trên đời. Suy đi nghĩ lại, lần này nước Đê tiến công quy mô lớn vậy, chắc chắn là do một tay Đoan Mộc Lưu chỉ đạo. Long Hành Thiên tiếp tục nói, hơn nữa mật thám báo tin đến, những binh sĩ của nước Đê ở biên giới phía nam kia, đa số đều không phải người của nước Đê, mà là Đoan Mộc Lưu đã điều quân từ năm quận 19 nước tới đấy. Như vậy, lực lượng binh sĩ của chính nước Đê vẫn còn đang ẩn giấu, Bình Thân Vương chú ý đến cũng không sai, quả thực không nên hành động thiếu suy nghĩ. Long Hành Thiên lạnh lùng nói, nếu đã nói như vậy, chẳng lẽ ngài muốn không quan tâm đến hàng vạn người dân sao, lẽ nào phải trơ mắt nhìn bọn họ phải sống lang bạt khắp nơi, ăn không được no à? Lưu Trung Liên nói tiếp, Hoàng thượng, cứ coi như bảo tồn được binh lực, cũng có thể cử người tiến về phía trước biên giới phía nam, hộ tống dân chúng rút lui, không cần liều mạng với binh sĩ của nước Đê. Hử, vẽ vời thêm chuyện, lại tăng thêm sự mạo hiểm. Bình Thân Vương Long Từ Hành nói. Lời của em trai có lý đấy, không cần thiết phải mạo hiểm như vậy, biên giới phía nam, không giữ nữa, đồng thời truyền lệnh xuống, triệu tập tất cả các cao thủ của nước ta, chuẩn bị cùng nhau đối phó với binh sĩ của nước Đê trong thành. Hoàng thượng Long Hành Thiên nhìn về phía Bình Thân Vương, tràn đầy sự tự tin, tiếp tục nói, trận chiến này do em phụ trách, hy vọng chiến pháp thiên lô của em, có thể thể hiện được sự uy nghiêm của nó. Em, nhận lệnh. Long Từ Hành quỳ xuống đất, vẻ mặt vô cùng kính trọng, trong mắt lộ ra một nụ cười không dễ phát giác. Ôi! Tể tướng Lưu Trung Liên thở dài một hơi, vô cùng thất vọng về chuyện này, lại còn không thể thay đổi được quyết sách của Hoàng thượng, liền nói, Hoàng thượng, sức khỏe của vi thần không tốt, thần xin cáo lui trước. Ừ! Long Hành Thiên gật đầu, không hề để ý gì đến Lưu Trung Liên. Tiểu nhân là chiến thần thiên sách. Cán bộ liên lạc thông tin, có chuyện gấp cần bẩm báo, nhân đây muốn cầu kiến Hoàng thượng. Chuyện gấp cần bẩm báo. Lẽ nào biên giới phía nam đã rơi vào tay giặc rồi sao? Long Hành Thiên nhíu mày, rồi nói, để cậu ta vào. Đại nội tổng quản bên cạnh hét lớn, truyền. Vài phút sau, một cán bộ liên lạc thông tin khoảng hơn 30 tuổi, quỳ xuống đất, kích động hành lễ. Hoàng thượng Long Hành Thiên không để anh ta đứng dậy, liền hỏi, chuyện gấp cần bẩm báo gì vậy, mau nói đi. Tuân lệnh. Cán bộ liên lạc không dám ngẩng đầu lên, giọng điệu kích động nói, Hoàng thượng, chiến sự ở biên giới phía nam thắng lớn, hơn 2.000 tên cao thủ tông sư của nước Đê, hầu như không còn ai sống sót. Cho đến bây giờ, nước Đê chưa hề bước được vào biên giới phía nam nửa bước, hơn 40 vạn quân lớn, bị chống cự ở ngoài thành. Vừa nói xong, bách quan văn võ xôn xao trên đại điện, tất cả ánh mắt của mọi người đều tràn đầy sự khó tin. Không thể nào. Bình Thân Vương trực tiếp phủ nhận, nghiêm túc nói, binh lực của Triệu Thiên Sách, thực lực như thế nào, trong lòng bổn vương biết rất rõ, sao có thể sát hại được hơn 2.000 tên tông sư chứ. Cho dù Triệu Thiên Sách không tuân theo lệnh cấm của địa tông, tự mình ra tay, cũng không thể là đối thủ cả hơn 2.000 tên tông sư. Đó là hơn 2.000 tên tông sư đấy, coi như anh ta đã tiêu hao hết chân khí, cũng không thể làm được. Hoàng thượng Long Hành Thiên bắt đầu nghi ngờ, ánh mắt dừng trên người cán bộ liên lạc, lạnh lùng nói tin tức có nhầm lẫn không. Thưa Hoàng thượng, vô cùng chính xác ạ. Cán bộ liên lạc kính trọng nói, chiến thần thiên sách đã nói, tin tức biên giới phía nam có thể sẽ đứt quãng, muốn theo dõi toàn bộ tổn hại, thì Hoàng thượng có thể ra lệnh tin tức bộ môn. Mở thiên nhãn, dùng vệ sinh để quan sát chiến trường biên giới phía nam, là giả hay thật, xem là biết liền. Được. Long Hành Thiên khua tay một cái, rồi dặn dò tin tức bộ môn, mở thiên nhãn ra,
tập trung vào chiến trường biên giới phía nam. Hơn nữa, là một cái màn hình lớn, treo ở trên đại điện, trẫm muốn xem cùng với bách quan văn võ, cùng nhau quan sát xem rốt cuộc chiến trường biên giới phía nam như thế nào. Thiên nhãn. Đây là thủ đoạn giám sát đặc biệt của đất nước, dùng vệ tinh giám sát các nơi trên trái đất, chỉ có nhận được mệnh lệnh của Hoàng thượng, mới có thể mở được thiên nhãn. Thiên nhãn vừa mở ra, các nơi trên toàn đất nước, bất kỳ một ngóc ngách nào, đều có thể xuất hiện trên màn hình, hơn nữa hình ảnh rất chân thực, tương đương như trực tiếp ở hiện trường vậy. Nhưng vệ tinh của quốc gia, còn có một công dụng khác, bình thường thì dùng để quan sát khắp nơi, ngăn chặn mọi thủ đoạn xâm nhập của các nước thù địch. Cho nên ở tình huống bình thường, tuyệt đối không thể dễ dàng khởi động thiên nhãn, để tránh bị các nước thù địch xâm nhập vào chỗ sơ hở. Bây giờ, nước D xâm phạm với quy mô lớn, biên giới phía nam ngàn cân treo sợi tóc, Hoàng thượng cũng rất muốn biết, biên giới phía nam rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cho nên đồng ý với lời đề nghị của Triệu Thiên Sách. Có được sự đồng ý của Hoàng thượng, cán bộ của tin tức bộ môn, lập tức hành động. Chỉ vài phút thôi, trên đại điện, đã xuất hiện một cái màn hình 6x10m cỡ lớn. Cùng với thao tác chuyên nghiệp của nhân viên, trên màn hình bỗng xuất hiện tình hình chiến đấu của biên giới Nam. Chỉ xem trên màn hình, mấy vạn đại quân của nước D, binh lính gần ngoài thành biên giới phía Nam, còn cả lính canh giữ, co quắp lại ở bên rìa biên giới, không thể lùi được nữa. Ban đầu, đại quân của nước D hẳn là rất kiêu ngạo hung hăng, thừa thắng xông lên, nhưng bây giờ trên mặt bọn họ lại tràn đầy sự sợ hãi, bây giờ thì đứng nguyên tại chỗ, không thể nhúc nhích được. Hơn nữa tất cả mọi ánh mắt của quân địch, đều nhìn về phía đằng sau. Rõ ràng, phía sau đã xảy ra chuyện lớn gì đó, khiến cho quân địch hoảng sợ mãi không thôi. Long Hành Thiên vô cùng tò mò, nhanh chóng ra lệnh, thay đổi thiên nhãn, xem bên đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Vâng. Nhân viên chuyên nghiệp thao tác một hồi, rất nhanh màn hình đã tập trung về phía sau. Sau đó, có mấy trăm người. Bọn chúng mặc áo giáp đen, trên cơ thể mỗi người đều phát ra một luồng chân khí rất khủng khiếp, mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Còn về một bên khác, chỉ có vài chục người, trên người không để lộ ra chân khí, trên quần áo, mặt mũi những người này, toàn bộ đều là máu, giống y như máu người. Bóng người bọn chúng chuyển động, xen kẽ tung hoành, vung nắm đấm thoải mái, vậy mà lại đánh được mấy trăm tên mặc áo đen đến nỗi không thể chạy đi đâu được. Thậm chí, dưới đất còn có thi thể của hơn 200 tên áo giáp đen, rõ ràng, tên áo đen đã bị đánh chết. Ngoài ra, xung quanh hiện trường, có rất nhiều thi thể mặc chiến giáp màu xám, đoán qua loa, ít nhất cũng phải là hơn 2.000 tên. Quy định của chiến trường nước D, là tông sư bình thường thì mặc chiến giáp màu xám, còn tông sư đỉnh phong thì mặc chiến giáp màu đen. Khuôn mặt Long Hành Thiên tràn đầy sự kinh ngạc. Lẩm bẩm nói, trong màn hình, thi thể mặc chiến giáp xám chồng chất như núi, tông sư trên người mặc chiến giáp màu đen, cũng thương vong rất nặng nề, hơn nữa còn đang bị giết hại. Mấy chục tên chiến sĩ kia, rốt cuộc là người nào chứ, nếu đã quỷ quái như vậy, rõ ràng là không có chân khí, nhưng dựa vào lực lượng và cơ thể, lại có thể làm ra một chiến tích như thế, quả là khiến người nghe rợn cả người. Bách quan văn võ ở hiện trường cũng bị khiếp sợ, trên mặt ai cũng hiện ra sự kinh ngạc. Còn về bình thân Vương Long Từ Hành, lúc trước còn nghi ngờ tin tức được truyền đến của Triệu Thiên Sách, bây giờ ngậm miệng không nói được gì. Thưa Hoàng thượng, lúc này, cán bộ đáp, những người kia đến từ nhà họ Tô ở Giang Bắc, là ám vệ của nhà họ Tô ạ. Nhà họ Tô ở Giang Bắc sao? Long Hành Thiên bỗng khựng lại, sau đó như nhớ ra điều gì. Liền hỏi, nhà họ Tô có hai đời đại tướng Tô đó sao? Chính xác. Cán bộ liên lạc nói tiếp, hôm nay lúc chiến sự biên giới phía Nam có cấp báo khẩn cấp, chiến thần Thiên Sách đang ở Giang Bắc, thế là chỉ cần một tiếng của nhà họ Tô, hai đời đại tướng Tô liền quyết định, để hậu bối đời sau Tô đại thiếu gia Tô Thương, dẫn đầu ám vệ nhà họ Tô, tiến về chiến trường biên giới phía Nam với chiến thần Thiên Sách. Ban đầu chiến thần Thiên Sách cho rằng đại tướng Tô chỉ là muốn rèn luyện cho Tô đại thiếu gia, nhưng không ngờ rằng, ám vệ nhà họ Tô lại có thực lực quái quỷ như vậy,
có thể xoay chuyển tình thế, ngăn chặn từng bước chân xâm phạm biên giới phía nam của nước D. Cán bộ liên lạc nói tiếp, tin tức chiến thần thiên mạch truyền tới lần này, là vì xin công lao cho Tô Thương cùng với ám vệ nhà họ Tô. Ha ha! Long Hành Thiên thoải mái cười lớn, nhà họ Tô đúng là tấm gương cho đất nước mình, trước và sau hai đời đại tướng Tô, còn chiến thần Dực Cân nữa, cũng là đến từ nhà họ Tô phải chứ? Bây giờ, nhà họ Tô lại xuất hiện một vị Tô đại thiếu gia Tô Thương, dẫn đầu đội ám vệ, thể hiện được sự uy nghi oai vệ ở chiến trường biên giới phía nam. Long Hành Thiên hài lòng nói, được đấy, thực sự nên được thưởng. Nhưng, nguy cơ của biên giới phía nam còn chưa giải quyết triệt để, bây giờ bàn luận việc ban thưởng, còn quá sớm đấy. Long Hành Thiên cười nói, nếu như Tô Thương và ám vệ nhà họ Tô có thể phá tan âm mưu của nước D, đem toàn bộ đại quân của nước D trục xuất ra khỏi nước ta, chấm nhất định sẽ luận công ban thưởng. Đến lúc đó, chấm lại phong một chức đại tướng Tô nữa, để nhà họ Tô có đến ba đại tướng, trở thành giai thoại thiên cổ. Bình thân Vương Long Từ Hành bên dưới, sắc mặt có chút khó coi, cũng không dám nói gì thêm. Bây giờ, ông ta dùng thân phận bình thân vương, tạm thời nắm giữ binh mã, dưới trướng là 10 chiến thần lớn. Nhưng nếu như sau khi sắc phong nguyên soái, vậy thì quyền nắm giữ binh mã của ông ta sẽ bị tước đoạt. Bởi vì, nguyên soái mới là người đứng đầu quan võ, nắm trong tay binh mã trong thiên hạ, và trăm vạn binh lính hùng mạnh. Từ nhiều năm trước, sau khi Tô Kiền Khôn cởi bỏ áo giáp, là bình thân vương thay thế ông ta tiếp quản tam quân. Bởi vì ông ta là thân vương, hoàng thượng cũng có chút đề phòng đối với ông ta, cho nên vẫn chưa có tuyên bố chính thức. Cho dù chiến công của ông ta có hiển hách, bày mưu tính kế, nhiều lần chống cự với quân địch ở ngoài nước nhiều đến đâu, thì hoàng thượng im lặng không nhắc đến chuyện tuyên bố chính thức trước kia. Bây giờ, trên chiến trường lại xuất hiện bóng dáng người nhà họ Tô, hơn nữa tên Tô đại thiếu gia Tô Thương kia, tuy vẫn chưa ra tay. Nhưng dưới trướng cậu ấy lại có mười mấy tên có thể chấn áp được sự bảo vệ của tông sư đỉnh phong. Những tên hộ vệ đó, không dùng đến chân khí, cũng có thể giết được tông sư đỉnh phong, quỷ dị lạ thường, quả thực đúng là vì chiến trường mà sinh. Tô Thương có hộ vệ cỡ vậy, cho dù bản thân là một tên phế vật, cũng có cơ hội được hoàng thượng phong soái đó. Đáng chết! Cậu ta đã phá hoại kế hoạch của mình. Còn muốn cướp chức vị chủ soái tam quân của mình nữa. Bình thân Vương Long Từ Hành không kiềm chế được cơn giận, ngược lại trong ánh mắt còn hiện ra một nụ cười lạnh lùng. Được đấy, Đoan Mộc Lưu. Chỉ cần Đoan Mộc Lưu ra tay, biên giới phía nam nhất định sẽ không giữ được, người nhà họ Tô, toàn bộ đều phải chết. Cho dù những tên ám vệ kia có mạnh như thế nào đi nữa, tuyệt đối sẽ không phải đối thủ của Đoan Mộc Lưu. Nghĩ tới đây, trong lòng Long Từ Hành thoải mái hơn nhiều. Vèo. Đúng lúc này, có một bóng người màu trắng, không hề thông qua việc thông báo, đột nhiên lại xuất hiện ở Đại Điện Kim Loan. Trên người cô ấy mặc một chiếc váy trắng dài, tiếp dáng vẻ vô cùng tao nhã, dáng người cao gầy, dung mạo nghiêng nước nghiêng thành, có vẻ như là một cô gái khoảng 20 tuổi. Nhưng trên người cô ấy, lại có khí tức hơn cả một cô gái, bao phủ hết Đại Điện Kim Loan. Ha ha, tên nhóc nhà anh Tô, không ngờ rằng lại có dũng khí ra chiến trường, thú vị đó, thú vị thật nha. Người phụ nữ mặc váy trắng này chính là huấn luyện viên của quốc nhận, Tây Giao. Khoảng thời gian trước, bà ta từng đi Giang Bắc vì Hồng Liên Đao, cuối cùng thành công mang Hồng Liên Đao về. Có điều, trên đường Tây Giao đã phát hiện Hồng Liên Đao đã trở thành bình thường, khác với những gì bản thân hiểu, chắc chắn trong đó đã xảy ra chuyện gì rồi. Bà ta vô cùng tò mò, không biết rốt cuộc Hồng Liên Đao bị làm sao mà lại mất đi loại sức mạnh thần bí này. Thế cho nên, Tây Giao âm thầm điều tra, nhưng kết quả lại không thu về được gì cả, nhưng bà ta cũng không để ý nhiều. Dù sao nhiệm vụ của bà ta là mang Hồng Liên Đao về ngân khố quốc gia để niêm phong cất giữ. Còn về chuyện Hồng Liên Đao biến thành cái dạng gì thì chẳng liên quan gì đến bà ta. Chuyến đi Giang Bắc lần trước, Tây Giao gặp lại Tô Thần Binh đã nhiều năm xa cách. Nhưng người mà bà ta có ấn tượng sâu sắc nhất lại không phải là Tô Thần Binh, mà là đại thiếu gia nhà họ Tô, Tô Thương.
Tên nhóc Tô Thương quá giống chị gái Ngọc Yến, chả trách hai người họ là mẹ con. Từ sau khi tách ra với chị gái Ngọc Yến, trái tim Tây Giao cũng trở nên lạnh lẽo. Nhưng Tô Thương đã nhen nhóm ngọn lửa trong lòng bà ta lần nữa. Thế như khoảng thời gian gần đây, bà ta bế quan tu luyện cho nên không thể đi Giang Bắc tìm Tô Thương. Mà nơi Tây Giao tu luyện lại ở kế bên Đại Điện Kim Loan. Vừa nãy, trong lúc vô tình nghe được hai đời Tô Soái, lại nghe được tên Tô Thương, thế là bóng dáng chớp mắt đã xông thẳng vào Đại Điện Kim Loan. Tiểu tử kia, cậu nói cậu sẽ mua trà sữa cho tôi, còn sẽ gửi mỹ phẩm cho tôi, nhưng cuối cùng lại không làm, mà bản thân lại chạy tới chiến trường biên giới phía Nam. Tây Giao ngẩng đầu, không coi ai ra gì nhìn về phía màn hình lớn phía trên, gương mặt xinh đẹp hoàn hảo nở nụ cười, khẽ cười nói, rất tốt, có phong thái của Tô Đại ca, ha ha ha. Yên tĩnh. Nơi đây yên lặng như tờ. Văn võ bá quan đương nhiên biết thân phận của Tây Giao, tất cả đều cúi đầu không dám nhìn bà ta, cũng không ai nói một lời. Cho dù là bình thân Vương Long Từ Hành cũng im lặng không lên tiếng, thành thật đứng ở một bên. Lúc trước Lưu Trung Liên lúc trước cáo bệnh muốn rời đi, nhưng nhìn thấy chiến trường biên giới phía Nam hiến sự đại thắng lại lập tức ở lại. Ngay lúc này, Lưu Trung Liên khách sáo hỏi, huấn luyện viên Tây Giao biết Tô Thương sao? Biết, Tây Giao không thèm nhìn tể tướng, đôi mắt xinh đẹp vẫn mãi nhìn Tô Thương trên màn hình. Huấn luyện viên Tây Giao, bà có hiểu rõ cậu ta không? Cậu ta có thể hóa giải nguy cơ lần này của biên giới phía Nam không? Lưu Trung Liên hỏi lần nữa, nhưng Tây Giao lại không trả lời, lười để ý tới ông ta. Lão tể tướng có chút xấu hổ, nhưng cũng không dám nói gì thêm. Chị à! Lúc này, Hoàng đế Long Hành Thiên ngồi trên ngai vai cười nói, chị quen biết Tô Thương từ khi nào vậy, thực lực của người ra sao? Chị gái! Đúng vậy! Huấn luyện viên quốc nhận Tây Giao và Long Hành Thiên có cùng một sư phụ. Và lại Tây Giao nhập môn sớm hơn Long Hành Thiên, thực lực mạnh hơn Long Hành Thiên. Cho dù Long Hành Thiên là hoàng đế nhưng vẫn phải gọi Tây Giao một tiếng chị, rất kính sợ Tây Giao, tuân thủ quy củ của sư môn, không dám vượt qua quy củ chút nào. Bởi vì sư môn của bọn họ là một con quái vật khổng lồ, lớn hơn 5 quận 19 quốc gia. Đối mặt với câu hỏi của Long Hành Thiên, Tây Giao cũng không thèm trả lời. Bà ta cũng không vì ông ta là hoàng đế mà có thái độ khác gì. Chị, nơi này là Đại Điện Kim Loan, ta là vua của một nước, tốt xấu gì thì chị cũng phải cho ta chút mặt mũi chứ, ta. Long Hành Thiên sờ mũi, lộ ra một nụ cười khổ, đang tính nói gì nữa. Nhưng lúc này, Tây Giao nhìn Tô Thương trên màn hình không chớp mắt, giọng điệu lạnh lùng nói, cậu ổn quá, câm miệng cho tôi. Văn võ bá quan trong đại điện nghe bà ta nói như vậy, tất cả đều ngạc nhiên. Có người dám bảo hoàng đế câm miệng sao? Cái này, không hổ là chị gái của hoàng đế, quá ngang ngược. Ta, Long Hành Thiên dừng một chút, cười khổ lần nữa nói, chị à, chị phải cho ta chút mặt mũi chứ. Được. Tây Giao gật đầu, thản nhiên nói, mời cậu câm miệng. Mời. Câm miệng. Thêm một từ mời ư. Đây thật đúng là, quá lễ độ luôn. Được rồi, chị cứ xem tiếp đi. Long Hành Thiên thỏa hiệp, ông ta hết cách đối mặt với bà chị gái này của mình. Mặc dù bên ngoài đều đồn đại, nói rằng huấn luyện viên quốc nhận Tây Giao, 40 tuổi đặt chân vào cảnh giới tông sư. Nhưng nói như thế là do ông ta bịa ra để phần lớn mọi người mà thôi. Chứ ngay cả hoàng đế như ông ta mà còn không biết thực lực chân chính của bà chị của mình. Nhưng tối thiểu thì chị gái đã đặt chân vào cảnh giới thiên tông, hơn nữa còn tu luyện ở cảnh giới thiên tông rất lâu. Dù cho ở trong sư môn thì chị gái cũng vô địch. Ngoại trừ sư phụ ra, thì chị Tây Giao là đệ nhất sư môn. Dù là trưởng bối trong sư môn cũng không phải là đối thủ của chị Tây Giao. Từ hơn 20 năm trước, chị Tây Giao đi tới nước Hoa trải nghiệm và rèn luyện, khi đó đó chị gái vẫn là dáng vẻ này, không hề thay đổi chút nào. Lúc đầu, chị Tây Giao che giấu thực lực, dốc sức dưới trướng Tô Thần Binh, hình như ở chung với vợ của Tô Soái cũng không tệ.
Sau đó Tô Soái mang theo vợ mình buông bỏ vũ khí lui về quê, trở về Giang Bắc, tính cách của chị Tây Giao lập tức có thay đổi lớn. Vốn dĩ chị gái là một cô gái có tính cách bình thường, chị gái yên tĩnh, thích cười, nhưng về sau lại trở nên lạnh lùng như băng, đối với ai cũng lạnh lùng. Thế nhưng Long Hành Thiên lại rất vui vẻ, bởi vì từ đó về sau chị gái phơi bày thực lực, đảm nhiệm chức huấn luyện viên quốc nhận. Nhiều năm như vậy, dù chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng sẽ không có chuyện chị gái không làm được. Tất nhiên rồi. Điều duy nhất mà Long Hành Thiên tiếc nuối chính là bản thân từ nhỏ vẫn chưa từng nhìn thấy thực lực chân chính của chị gái. Hình như dù chị gái có đối mặt với ai cũng đều bình thản, giải quyết một cách dễ dàng. Tên nhóc kia, cậu có chút lo lắng à, cậu đang lo lắng gì vậy? Lúc này, Tây Giao khẽ nhíu mày. Thông qua màn hình, bà ta mơ hồ có thể thấy được sự lo lắng toát ra giữa hai hàng lông mày Tô Thương. Tây Giao cũng không biết đến sự tồn tại của Đoan Mộc Lưu, cho nên trong lòng có chút nghi ngờ. Chấm chấm chấm. Ngay tại lúc này, chiến trường biên giới phía Nam. Quả thật trong lòng Tô Thương vô cùng lo lắng, Đoan Mộc Lưu gây ra cho anh áp lực quá lớn. Anh đã quyết định, một khi Đoan Mộc Lưu ra tay với mình, anh tất nhiên sẽ từ bỏ tất cả, chạy trốn trước đã. Có điều bây giờ, Đoan Mộc Lưu vẫn đang ngồi vững vàng trên xe kéo, không hề có ý định ra tay. Vài phút sau, toàn bộ các cường giả tông sư đỉnh phong mặc đồ đen trên chiến trường đều bị thành viên huyết đồ mạt sát. Ngay từ đầu bọn họ đã có cơ hội chạy trốn, nhưng khi thành viên huyết đồ sử dụng phục long hợp kích thuật, bọn họ muốn chạy cũng chạy không thoát, dần bị xâm chiếm đến cuối cùng toàn bộ đều bị xử. 49 thành viên huyết đồ cũng bị thương nặng nề. Nhưng cũng may nhận được dinh dưỡng của tông sư đỉnh phong huyết đồ, cơ thể bọn họ cùng đang hồi phục nhanh chóng. Giết! Chỉ thị của chủ nhân là giết sạch binh lính nước D, thành viên huyết đồ ghi nhớ trong lòng. Sau khi giải quyết xong tất cả cao thủ tông sư, bọn họ lập tức xông tới hơn 10 vạn đội quân. Ầm ầm, ầm, ầm. Thoáng chốc, máu văng đầy trời, tiếng kêu thảm thiết trên chiến trường vang lên bên tai không dứt. Từ đầu đến cuối Đoan Mộc Lưu vẫn luôn ngồi trong xe kéo, im lặng nhìn mọi thứ, ông ta càng thêm tò mò về thành viên huyết đồ. Chủ nhân nước D Đoan Mộc Thuật sau khi biết được ý đồ của tổ tiên, cũng không hề thương xót cho những quân số này. Cứ như vậy, Tiêu Đình cùng với 49 thành viên huyết đồ không hề kiêng dè, không ngừng giết chóc. Đơn phương tàn sát, khiến cho chiến trường đã sớm máu chảy thành sông, thi thể nằm khắp nơi. Thấm thoát. Bầu trời lộ ra một vệt trắng bạc, đêm tối sắp nghênh đón bình minh. Cuối cùng tại một thời khắc nào đó, toàn bộ hơn 40 vạn đội quân đều ngã xuống, nơi đây có thêm mấy chục vạn thi thể. Đến bước này, binh lính nước Đê vây đánh biên giới phía Nam lần này đã bị thành viên huyết đồ tiêu diệt toàn bộ, không còn ai sống sót. Chết rồi. Tướng sĩ do nước Đê cử tới lần này, 500 tông sư đỉnh phong. Hơn 2.000 tông sư bình thường, hơn 40 vạn binh lính, toàn bộ đều chết sạch. Mà thành viên huyết đồ, bao gồm cả Tiêu Đình là 50 người, mặc dù ai nấy cũng đều vết thương chồng chất, nhưng không có ai bỏ mạng cả. Không bỏ mạng nhưng lại tiêu diệt mấy chục vạn quân địch, trận đánh lần này có thể ghi vào sử sách. Cùng lúc đó, thành phố, Đại điện Kim Loan. Tất cả mọi người đang có mặt toàn bộ đều ngây dại. Biểu cảm tràn ngập rung động. Thắng, thắng rồi, vậy mà lại thắng rồi. 450 người, thế mà đã xóa sạch 500 tông sư đỉnh phong, mấy ngàn tông sư bình thường, với hơn 10 vạn binh sĩ quốc gia, chuyện này. Không thể tưởng tượng được. Nhiều người như vậy, cho dù vươn cổ đứng bất động, chém từng người một cũng cần thời gian chứ, sao những người này lại làm được. Ha ha, nhìn kỹ thì những vệ sĩ kia cả nhà họ Tô. Đánh một quyền, tấn công một mảng, cho dù mỗi người mỗi giây giết một binh địch thì 50 người, một giờ có thể giết 18 vạn người, như thế đã coi như chậm rồi. Mạnh mẽ không gì sánh bằng, sau hôm nay xem ai còn dám đặt chân vào biên cảnh nước ta. Văn võ bá quan phản ứng lại, nhất thời bàn luận sôi nổi, trên mặt mỗi người đều lộ ra biểu cảm kích động. Bọn họ là mệnh quan triều đình, chỉ khi quốc gia hưng thịnh thì bọn họ mới có thể càng thêm vững chắc.
cho nên nhìn thấy chiến sự biên giới phía nam thắng lớn thì vui mừng không thôi. Thế nhưng có một người, sắc mặt lại không dễ nhìn lắm, người kia đương nhiên là Bình Thân Vương Long Từ Hành. Thế nhưng lại để cho những người này làm được, đáng giận. Mặc dù bọn họ không sử dụng chân khí, nhưng lại có thể so sánh với địa tông. Hơn nữa, võ công bọn họ tu luyện vô cùng kỳ lạ, hình như có thể thông qua hấp thu máu để phục hồi sức lực, phục hồi thương thế. Long Từ Hành thầm nghĩ trong lòng, loại võ công này quả thực chính là sinh ra vì chiến tranh, nhất định phải nghĩ cách để lấy được. Hừ, nếu ta đã có suy nghĩ này thì Đoan Mộc Lưu kia chắc chắn cũng sẽ giống như thế. Trong mắt Long Từ Hành hiện lên một tia lạnh lùng, vừa nãy từ đầu đến cuối Đoan Mộc Lưu đều chăm chú quan sát, rõ ràng ông ta có hứng thú với những vệ sĩ nhà họ Tô. Nếu không ngoài dự đoán của ta, thì Đoan Mộc Lưu muốn có được phương pháp tu luyện của những vệ sĩ này, tận dụng nó để hoàn thành ý đồ thống trị của mình. Long Từ Hành thầm nghĩ, mà ta và Đoan Mộc Lưu hợp tác với nhau, có lẽ có thể lấy được phương pháp đào tạo chiến sĩ tương tự từ chỗ ông ta. Có điều cho dù có ra sao đi nữa, thì Tô Thương và vệ sĩ nhà họ Tô đã phá hư kế hoạch của ta, tất cả đều phải chết. Thậm chí không cần bổn vương phải ra tay, sau khi Đoan Mộc Lưu đạt được mục đích chắc chắn sẽ ra tay giết chết bọn họ. Long Từ Hành hết sức căm thù Tô Thương. Thế nhưng người đứng đầu quan văn Lưu Trung Liên lại vỗ tay khen ngợi. Thần binh trên trời hạ xuống, thần binh trên trời hạ xuống. Lưu Trung Liên vui mừng không thôi, sau đó quay sang thỉnh cầu Hoàng đế, Hoàng đế, vệ sĩ nhà họ Tô đánh tan quân địch, bảo vệ biên giới phía nam, không thể không có công lao. Vi thần cho rằng, chúng ta có thể tiếp nhận đề nghị của Thiên Sách Chiến Thần, trọng thưởng Tô Thương, trọng thưởng cho nhà họ Tô. Hoàng đế Long Hành Thiên khẽ gật đầu, cười nói, trẫm đã nói, nếu Tô Thương có thể dẫn đầu vệ sĩ nhà họ Tô đẩy lùi binh lính nước Đê, trẫm sẽ phong Tô Thương làm soái, để Tô ra một cửa tam soái. Bây giờ Tô Thương đã làm được, đương nhiên trẫm sẽ không nuốt lời. Mau truyền lệnh xuống, sắc phong Tô Thương nhà họ Tô làm. Hoàng đế. Lúc này, Long Từ Hành đứng ra nói, tôi nghe nói, Tô Thương này rốt nát kém cỏi, là một tên ăn chơi trác táng, cả ngày mê muội các câu lạc bộ quán ba cao cấp. Tôi công nhận vệ sĩ nhà họ Tô rất mạnh, nhưng đại thiếu gia nhà họ Tô Tô Thương lại là một tên phế vật. Long Từ Hành vạch trần Tô Thương, thản nhiên nói, sắc phong người này làm soái, chỉ sợ khó có thể khiến cho mọi người thấy phục. Lời nói vua chúa, lời đã nói ra như nước hắt ra ngoài. Bình Thân Vương, chẳng lẽ ông không biết quân vương không nói đùa? Long Hành Thiên nhìn Bình Thân Vương, có chút không vui, hay là ông muốn chẫm nuốt lời, làm một quân vương tầm thường nói mà không giữ lời? Tôi không hề có ý này. Long Từ Hành vội vàng quỳ xuống, nói tiếp, Hoàng đế, người đã từng nói những lời kia, nhưng bây giờ Tô Thương với các vệ sĩ nhà họ Tô vẫn chưa thành công. Lần này nước Đê dám xâm lấn, hoàn toàn là vì chiến thần vô địch Đoan Mộc Lưu. Long Từ Hành nói tiếp, lúc này Đoan Mộc Lưu vẫn còn sống, Tô Thương và vệ sĩ nhà họ Tô phá hủy kế hoạch của ông ta, làm cho ông ta tổn thất tướng sĩ thôn tính thiên hạ, chỉ sợ ông ta thẹn quá hóa giận, sẽ ra tay với Tô Thương và vệ sĩ nhà họ Tô. Thực lực của Đoan Mộc Lưu thiên hạ đều biết, danh xưng vô địch đã lưu truyền hơn 100 năm. Nếu ông ta ra tay, nhà họ Tô với cả vệ sĩ nhà họ Tô chắc chắn phải chết. Long Từ Hành nói tiếp, người đứng đầu tam quân nước ta là tín ngưỡng của trăm vạn tướng sĩ, nếu như vừa mới sắc phong đã bị người ta giết chết, chỉ sợ sẽ tạo nên ảnh hưởng không tốt. Tôi cho rằng, bây giờ không cần nóng vội, cứ đợi cho Tô Thương và vệ sĩ nhà họ Tô bình an trở về từ chiến trường biên giới phía nam, lúc đấy sắc phong làm soái cũng không muộn. Long Từ Hành đề nghị. Bình Thân Vương nói cũng có lý. Đúng vậy, Bình Thân Vương suy nghĩ chu đáo, một lòng vì nước. Hoàng đế, hãy đợi Tô Thương dẫn vệ sĩ nhà họ Tô trở về thành phố rồi hẳn sắc phong là thích hợp nhất. Tôi đồng ý. Trong thoáng chốc, võ tướng cả triều đề nhao nhao cùng chung ý kiến với Bình Thân Vương. Thậm chí có một số quan văn cũng đứng ra nói thay Bình Thân Vương. Mấy người? Lưu Trung Liên, người đứng đầu văn quan tức giận nhìn những quan viên kia, nhưng đang ở triều đình, nên ông ta cũng không tiện nói thêm gì.
Minh Thân Vương thấy vậy, khóe miệng lộ ra một nụ cười khó nhận ra, trong lòng có chút tự đắc. Hoàng đế lại gật đầu, cười nói, Bình Thân Vương quả thật suy nghĩ chu đáo, vậy thì cứ theo lời Bình Thân Vương nói, trở về rồi mới sắc phong. Ông! Nhưng đúng lúc này, bóng dáng Tây Dao xuất hiện trước mặt Bình Thân Vương, mặt không chút thay đổi chất vấn, rất muốn Tô Thương chết sao. Đối mặt với Tây Dao đột nhiên xuất hiện, Bình Thân Vương hoảng sợ, vội vàng giải thích, huấn luyện viên Tây Dao, bổn vương. Ở trước mặt ta mà lại tự xưng là bổn vương. Sắc mặt Tây Dao không tốt, trầm giọng nói, ai cho ông can đảm này? Tôi, huấn luyện viên Tây Dao, người hiểu lầm rồi. Ngay cả hoàng đế cũng kiêng kỵ người này, đương nhiên Bình Thân Vương không dám đắc tội. Cho dù trong lòng có khó chịu hơn nữa, thì cũng đành kiềm chế, khách sáo nói, tôi không có ý đó. Tô Thương và vệ sĩ nhà họ Tô lập được công lao hiển hách, dĩ nhiên tôi hy vọng cậu ta sẽ trở về. Nhưng thực lực của Đoan Mộc Lưu nước Đê quá mạnh, trong thiên hạ có rất ít đối thủ, chỉ sợ. Đoan Mộc Lưu. Tây Dao có chút tò mò, có thể thấy bà ta chưa từng nghe thấy cái tên này, vì thế nói, trên chiến trường có lệnh cấm địa tông, nếu ông ta thật sự mạnh như vậy thì không được ra tay, sao Tô Thương có thể gặp nguy hiểm được. Huấn luyện viên Tây Dao, có lẽ người không biết. Long Từ Hành giải thích, lệnh cấm địa tông là do Đoan Mộc Lưu lập ra hơn 100 năm trước. Bây giờ ông ta đã xuất quan, và lại cử binh mang ý đồ xâm chiếm thiên hạ, e là sẽ không quan tâm cái gọi là lệnh cấm địa tông đâu. Với thực lực của ông ta thì tướng soái nước ta cũng không hề có sức phản kháng. Trừ khi các lão cổ cấp bậc kim tự tháp của tông phái luyện võ ra mặt. Long Từ Hành nói tiếp, nhưng tông phái võ thuật sẽ không tham dự chiến tranh đất nước, từ xưa đến giờ đều không quan vệ sĩ chiến tranh đất nước. Nên muốn trông cậy bọn họ ra tay. Còn khó hơn lên trời. Cho nên, Đoan Mộc Lưu dám phá vỡ lệnh cấm địa tông, cũng không sợ năm quận 19 quốc gia lên án ông ta. Long Từ Hành nói tiếp, trên thực tế, năm quận 19 quốc gia đã phục tùng Đoan Mộc Lưu. Có lẽ tướng sĩ tấn công biên giới phía Nam lần này đến từ năm quận 19 quốc gia, sao bọn họ có thể lên án Đoan Mộc Lưu? Đơn giản mà nói, Đoan Mộc Lưu có thể không quan tâm lệnh cấm địa tông. Tùy ý ra tay trên chiến trường, hơn nữa, cũng không có bất kỳ ai có thể trừng phạt ông ta. Rõ rồi. Tây Dao gật đầu, tự nhủ nói, ông ta không tuân thủ quy định, thì chúng ta cũng chẳng việc gì mà tuân theo. Nếu như ông ta dám đụng tên một sợi tóc gáy của tên nhóc kia thì cho dù có lên trời xuống biển thì tôi cũng nghiền nát ông ta ra cho bụi. Nói đến đây, ánh mắt của Tây Dao gắt gao nhìn vào chiếc xe sang trọng trên màn hình kia. Ánh mắt âm lãnh dị thường. Soạt. Trong chốc lát, tất cả mọi người ở Đại Điện Kim Loan, đều cảm nhận được một luồng khí tức kinh khủng tỏa ra, tất cả các bá quan văn võ đều thấp thỏm, ngay cả thở cũng không dám thở ra tiếng. Trong lòng của Bình Thân Vương càng run sợ hơn, anh ấy thấp thỏm lo âu, nuốt nước miếng một cái, cúi đầu xuống không dám nói một lời nào, chỉ sợ nói lỡ cái gì lại đắc tội với giáo viên huấn luyện Tây Dao. Sư tỷ. Rốt cuộc chị ấy mạnh cỡ nào, chị ấy có biết đến uy danh của Đoan Mộc Lưu không, người không biết không sợ, hay thật ra chị ấy có thực lực chống lại Đoan Mộc Lưu được nhỉ? Hoàng thượng đang ngồi trên ghế rồng, nhìn thấy cảnh tượng này, cũng bị khí tức của sư tỷ dọa sợ. Anh ấy đã quen biết với Tây Dao 30 năm rồi, trong ấn tượng của anh ấy, sư tỷ vẫn luôn có dáng vẻ như vậy. Long Hành Thiên từ khi nhập sư môn đến bây giờ. Vẫn luôn nghe về các truyền thuyết của sư tỷ. Sư tỷ chính là thiên tài khủng bố nhất của sư môn trăm, ngàn năm nay, chị ấy đã thay đổi rất nhiều ghi chép trước đó của sư môn. Phải biết là, sư môn mà anh ấy gia nhập mặc dù không hiển thị tài năng của mình ra, cũng không tham gia bất kỳ cuộc tranh giành nào, nhưng thực lực cũng có thể so sánh ngang với các vùng đất tế trời, vùng đất giữa biển và núi, vùng đất nơi thâm sâu vân vụ. Mà sư phụ của anh ấy nghe nói cũng đã gần 300 tuổi rồi, thực lực mạnh đến mức không còn gì để nói. Hơn 100 năm trước, khi đối mặt với Đoan Mộc Lưu hùng mạnh, hoàng thất vì muốn bảo vệ đất nước mà đã bỏ ra cái giá không hề nhỏ để mời tông phái thần bí kia gia nhập vào cuộc chiến. Năm đó, sư phụ của Long Hành Thiên, lão già cùng tuổi với Đoan Mộc Lưu đó, đã tính ra tay đối phó với Đoan Mộc Lưu rồi.
Nhưng mà ông ta chưa kịp đến thì Đoan Mộc Lưu đã bị Tô Vô Kỵ dùng một ánh mắt dọa cho kinh hồn bạt vía, chủ động lui binh, còn nước Hoa Khải Hoàn trở về. Sau đó mấy chục năm thì Long Hành Thiên sinh ra, rồi từ nhỏ được đưa đến tông phái thần bí đó nhận lão tông chủ làm thầy. Cho nên bây giờ, khi anh ấy nghe tin Đoan Mộc Lưu lần nữa xuống núi, ý đồ thôn chiếm thiên hạ, trong lòng của Long Hành Thiên hoàn toàn không hề hoảng loạn. Bởi vì sư phụ của anh ấy vẫn đang khỏe mạnh, hơn nữa chí ít cũng có thể đánh ngang ngửa với Đoan Mộc Lưu, chỉ một mình Đoan Mộc Lưu cũng không gây ra được sóng to gió lớn gì. Nhưng mà Long Hành Thiên không hiểu rõ sư tỷ Tây Giao, anh ấy chưa từng chứng kiến được sức mạnh thật sự của sư tỷ, bởi vậy trong lòng cũng tràn đầy nghi hoặc. Chấm chấm chấm. Lúc này, chiến trường nơi biên giới phía nam. Dưới cổng thành, mấy vạn tướng sĩ còn may mắn sống sót phía chúng ta, cũng đã sớm nghe theo lệnh của Triệu Thiên Sách trốn vào thành ở biên giới phía nam. Ở ngoài cửa thành, xác chết của binh lính nước Đê chất đầy như núi. Chỉ ít trong vòng 10 dặm máu chảy thành sông. Ở đó, Tiêu Đình cùng với 49 thành viên huyết đồ, sau khi nghỉ ngơi một lát thì các vết thương gần như đã hoàn toàn bình phục. Hơn nữa, bọn họ đã được tôi luyện trong máu tươi của mấy chục vạn người, cho nên cơ thể đã trở nên cứng cáp hơn vô số lần. Bây giờ, từng người bọn họ như những con rồng chiến, mỗi một thành viên huyết đồ đều có thể dễ dàng giết chết một địa tông đỉnh phong. Thực lực đã tăng lên một cách cường bạo. Về phần Tiêu Đình thì cũng có chỗ tiến bộ, mặc dù lực chiến đấu không đạt tới cảnh giới cao hơn mấy, nhưng nếu gặp phải Thiên Tông Trung, hậu kỳ thì cũng có thể đối phó được. Giờ này phút này các thành viên huyết đồ nếu như cùng thi triển Phục Long hợp kích thuật thì có thể giết chết được Thiên Tông đỉnh phong. Giết! Lúc này, ánh mắt bọn họ đồng loạt đều nhắm về chiếc xe sang trọng nơi xa kia, sát ý quanh thân ngập trời. Chuẩn bị xông tới chém giết. Quay lại, người ở trong xe kia mạnh vô cùng, mọi người không phải là đối thủ của ông ta đâu, nhanh chóng rút lui ngay. Tô Thương thấy vậy, đương nhiên không muốn trơ mắt nhìn thấy thành viên huyết đồ tự đi nạp mạng, cho nên dùng thần giao cách cảm để truyền âm, ra lệnh cho bọn họ rút lui. Soạt, soạt, soạt. Nhận được mệnh lệnh của cậu chủ, Tiêu Đình và 49 thành viên huyết đồ không chút chần chừ nào, lập tức quay người lại rút lui. Ha ha! Muốn chạy sao? Ông đây đồng ý chưa hả? Nhưng chính ngay lúc này, trong chiếc xe sang trọng kia vang lên một giọng nói già nua. Trong chốc lát, một luồng sức mạnh khổng lồ từ xe bắn ra, chiếc xe tinh xảo đẹp đẽ bỗng nhiên nổ tung. Sau đó, một bóng người chợt vút lên trời cao, cách mặt đất mười mấy mét. Rồi từ từ hạ xuống, sau đó rất nhanh đã đứng vững vàng trên mặt đất. Người này mang một vẻ mặt khắc khổ, rõ ràng là đã là một người tuổi già sức yếu, vì đã quá già cho nên da thịt co rút lại, khiến cho cơ thể trông gầy gò, còm cõi, lưng thì còng xuống, chính xác là một lão già cằn cỗi. Nhưng trên người ông ta lại tỏa ra luồng khí tức khiến người khác không dám coi thường, khủng bố vô cùng. Các người quả thực không tệ. 50 người lại có thể giết được gần 3.000 tông sư cùng với hơn 50 vạn tướng sĩ của tôi. Đoan Mộc Lưu đứng sừng sững không động đậy nhìn về phía các thành viên huyết đồ nơi xa xa, nhếch miệng lên nói tốt, rất tốt, không ngờ lúc tôi còn sống, lại còn có thể chứng kiến được một màn võ công tuyệt đẹp, vô song như vậy. Tiêu Đình cùng với 49 thành viên huyết đồ, hoàn toàn không dừng bước lại. Bọn họ cũng đã cảm nhận được nỗi nguy hiểm đang cận kề. Cho nên càng gia tăng tốc độ chạy trốn. Thực lực của người ở sau lưng chúng ta mạnh quá, cậu chủ chắc hẳn cũng không phải là đối thủ của ông ta, đừng gây rắc rối cho cậu chủ thêm nữa, nếu như có thể thì hãy tận lực kéo dài thời gian chạy trốn cho cậu chủ. Thực lực của Tiêu Đình là mạnh nhất, cho nên anh ấy có thể cảm nhận được sức mạnh khủng bố của Đoan Mộc Lưu, cho nên liền dẫn theo 49 thành viên huyết đồ chạy trốn sang một hướng khác. Hừ! Còn chạy sao, xem ra các người chưa thấy quan tài thì chưa đổ lệ, lệnh cấm địa tông trước giờ là do tôi đề ra, cho nên tôi cũng không muốn phá vỡ nó. Đoan Mộc Lưu lạnh lùng nói, nhưng mà, là do các người đã ép tôi, vậy thì cũng đừng trách tôi vậy. Vừa dứt lời, ánh mắt của Đoan Mộc Lưu run lên, thân thể biến mất tại chỗ trong nháy mắt, ông ấy trực tiếp bay về hướng các thành viên huyết đồ.
Thực lực của Đoan Mộc Lưu quá mạnh, chí ít đã đạt đến bán thần tông, cao thủ cấp bậc này, trong lúc ra tay thì đều thần không biết quỷ không hay. Đối mặt với ông ta, 49 thành viên huyết đồ, căn bản không có lực đánh trả nào, cho dù là Tiêu Đình thì cũng không chống đỡ được. Thậm chí, thành viên huyết đồ có sử dụng phục long hợp kích thuật đi nữa thì cũng bị kích phá. Chỉ trong nháy mắt thì đã có 3, 4 thành viên huyết đồ ngã xuống đất không đứng dậy nổi. Nhưng mà, không biết Đoan Mộc Lưu đang có âm mưu gì, rõ ràng là ông ta có thể một chiêu giết chết, nhưng ông ta lại nương tay, không hề giết chết mấy người đó. Mặc dù mấy thành viên huyết đồ chưa chết nhưng đã mất đi khả năng chiến đấu, nằm bò dưới đất đau đớn rên rỉ. Khủng khiếp quá. Tiêu Đình giật nảy cả mình, vội vàng nhìn về phía Tô Thương, hô lớn, đại thiếu gia, mau chạy đi, chúng tôi cản ông ta lại, các anh em, lên, thề sống chết bảo vệ cậu chủ. 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 Hơn 40 thành viên huyết đồ còn lại, dưới sự dẫn dắt của Tiêu Đình trong ánh mắt tràn đầy quyết tâm, rõ ràng biết mình không phải là đối thủ của Đoan Mộc Lưu nhưng lại cùng lúc lao về phía Đoan Mộc Lưu. Để tranh thủ chút thời gian chạy trốn cho cậu chủ, bọn họ như những con thiêu thân lao vào ngọn lửa, cam tâm hy sinh mạng sống của mình. Mọi người! Tô Thương vốn cũng đã ý định vứt bỏ lại Tiêu Đình và các thành viên huyết đồ, tự mình chạy trốn đi. Chỉ cần thi triển chỉ xích thiên nhai thì anh cũng có 60% nắm chắc, có thể chạy thoát khỏi sự truy sát của Đoan Mộc Lưu. Mà các thành viên huyết đồ, chỉ cần anh còn sống thì những ngày sau này anh lại có thể tạo ra một đội mới, dễ dàng có lại một đám nô bộc như vậy. Nhưng, giờ này phút này, Tô Thương nhìn thấy thành viên huyết đồ vì mình mà như con thiêu thân lao vào lửa, đâm đầu vào lão quái vật hùng mạnh cấp bậc như kia, anh, xúc động rồi. Đám thành viên huyết đồ này có thể lấy mạng sống ra để bảo vệ cho mình, vậy mà mình lại có thể vứt bỏ bọn họ lại, chạy trốn một mình sao? Ngay khoảnh khắc Tô Thương đang xúc động thì Đoan Mộc Lưu đã ra tay, ông ta bộc phát ra thực lực rung chuyển đất trời, tiếng ong ong vang lên khắp bốn phía. Sức mạnh như vậy, nghe rợn cả người. Sau đó chỉ nhìn thấy ông ta xuyên thẳng qua, như tia sét nổ ra trên bầu trời cao. Nhanh chóng đánh bại hơn 40 thành viên huyết đồ. Ông là cảnh giới luyện võ gì vậy? Lúc này ở nơi đó, chỉ còn lại Tiêu Đình vẫn còn đứng vững, anh ấy chống đỡ lại một đòn của Đoan Mộc Lưu, khóe miệng rỉ máu, sắc mặt tái nhợt. Ha ha, tôi sớm đã ở 100 năm trước vượt qua cảnh giới thiên tông, đạt tới cảnh giới thần tông rồi. Đoan Mộc Lưu vuốt râu, khuôn mặt đầy vẻ khoái chí nhìn Tiêu Đình, khẽ cười nói, cậu cũng không tệ. Thân thể bất phàm này, cộng với tinh thần chiến đấu mạnh mẽ, có thể giết chết thiên tông hậu kỳ, nhưng đáng tiếc rồi, cậu đã gặp tôi ở đây. Tôi đã là thần tông, vừa rồi tôi còn chưa ra hết sức, chỉ mới dùng 1% sức lực mà cậu đã không có cách gì chịu nổi, nếu như tôi ra tay thêm lần nữa, cậu chết là cái chắc. Đoan Mộc Lưu chăm chú nhìn Tiêu Đình, rồi đi thẳng vào vấn đề, nói mục đích của mình, nhưng mà, tôi có thể cho cậu một cơ hội để sống sót. Nói cho tôi biết, các cậu tu luyện là võ công gì, sao lại quái dị như vậy? Hừ, ông đừng có mà nằm mơ, chúng tôi có chết cũng sẽ không nói cho ông biết. Tiêu Đình nghiến răng nói, anh ấy thấy chết nhưng cũng không sợ. 49 thành viên huyết đồ đang nằm dưới đất cũng như vậy, bọn họ đã chuẩn bị sẵn tâm lý chịu chết. Ha ha, có khí phách. Các cậu là người biết tuân thủ quy định, tôi rất thích những người có quy tắc. Đoan Mộc Lưu khẽ cười, nhưng cũng không hề tức giận, ngược lại ông ta còn có vài phần tán thưởng Tiêu Đình cũng như thành viên huyết đồ, ông ta dừng lại vài giây rồi lại mở miệng nói, kỳ thực tôi chỉ là thuận miệng hỏi thôi, tôi đối với võ công của các cậu cũng chỉ là có chút hiếu kỳ, nhưng tôi biết, loại võ công này nhờ vào cơ thể cứng cáp mới mạnh mẽ lên được, khí huyết của tôi khô cạn, đã bước một chân vào nấm mồ rồi, không thích hợp để tu luyện loại phương pháp này nữa. Nếu như tông môn của các cậu có quy định, thực sự không nói ra được thì tôi cũng không ép nữa, dù sao tôi có biết thì cũng không có cách gì tu luyện được. Đoan Mộc Lưu thay đổi giọng nói, rồi nói tiếp, nhưng các cậu phải nhận lời phục tùng tôi, trợ giúp tôi càn quét thiên hạ, chinh phục 19 nước 5 quận.
Dựa vào năng lực của các cậu thì có thể tùy ý tàn sát các binh lính bình thường, lại thêm thực lực đỉnh phong thiên hạ của tôi, chắc chắn có thể mưa đồ cướp đoạt Cửu Châu. Đoan Mộc Lưu nhìn sang các thành viên huyết đồ, bản thân có chút hưng phấn, dò hỏi các cậu có bằng lòng không? Ông nằm mơ đi. Tiêu Đình vốn dĩ là từng là một người lính, cho nên anh ấy sớm đã chuẩn bị sẵn tâm lý thả chết đứng còn hơn sống quỷ, trịnh trọng nói, sống là hồn của nước hoa, chết là quỷ của nước hoa. Sống là hồn của nước hoa, chết là quỷ của nước hoa. Sống là hồn của nước hoa, chết là quỷ của nước hoa. 49 thành viên huyết đồ cũng đồng thanh hô lên, không ngừng lặp lại lời của Tiêu Đình nói, mỗi người đều thấy chết không sờn. Hừ, không biết tốt xấu. Đoan Mộc Lưu tức giận, trầm giọng nói, cho các người cơ hội sống mà các người không biết trân trọng, vậy thì đừng trách tôi đây lòng dạ độc ác, thời gian trước, tôi từng đi đến nước hoa, tôi có biết đến phương pháp cản thi. Cơ thể các người cứng cáp, khỏe mạnh, không gì xuyên qua được, ha ha, đúng là một tài nguyên tuyệt vời mà. Ánh mắt Đoan Mộc Lưu lóe lên một tia sát ý, lạnh lùng nói, hôm nay, tôi sẽ giết chết hết mấy người, rồi sau đó luyện chế các người thành những cái xác không hồn, vì tôi mà phục vụ. Vừa dứt lời, Đoan Mộc Lưu liền giơ tay ra muốn một kích giết chết Tiêu Đình và thành viên huyết đồ. Cậu chủ! Nhanh, chạy! Tiêu Đình hét lớn, sau đó nhắm chặt hai mắt lại, chấp nhận phán quyết của vận mệnh. 49 thành viên huyết đồ, cũng tự biết mình chắc chắn sẽ chết, thế là cùng nhắm mắt lại chờ chết. Nhưng chính vào lúc này, từ nơi xa xa bỗng nhiên truyền tới một luồng sức mạnh ngang tàng, bao phủ toàn bộ nơi đó trong nháy mắt. Tô Thương, ra tay rồi. Anh nhìn thấy các thành viên huyết đồ vì mình mà cam tâm từ bỏ mạng sống. Tô Thương liền thay đổi ý định, quyết định cố gắng một lần. Thế là, anh không hề chần chừ, trực tiếp sử dụng bí thuật huyết tế, đồng thời điều động chìa khóa đông phủ, dự định biến lực tấn công của mình trở nên mạnh nhất, anh muốn thử xem như vậy có thể làm lay động được Đoan Mộc Lưu hay không. Mấy ngày trước, Tô Thương đã dùng những dược liệu mà Trương Trọng Ngu mang tới, luyện chế thành 3 viên khí huyết đan, lúc đó anh đã ăn hết một viên. Bây giờ, anh còn lại 2 viên, sau khi khởi động huyết tế, anh đã ăn trước 1 viên khí huyết đan, cho nên cho dù là sử dụng huyết tế thì anh cũng không cần lo lắng bị phản phệ nữa. Giờ này phút này, Tô Thương đã chuẩn bị kỹ càng, anh đã rót linh khí vào chìa khóa đông phủ. Chìa khóa đông phủ. Tiêu diệt cho tôi. Cùng với tiếng quát của Tô Thương, chìa khóa đông phủ tiến thẳng về phía Đoan Mộc Lưu, tản ra thiên uy sáng rực. Hừ. Đoan Mộc Lưu vốn đang định giết chết thành viên huyết đồ, lúc này liền dừng tay lại, bởi vì ông ta cảm nhận được một mối nguy hiểm đang cận kề. Sau một giây, Đoan Mộc Lưu xoay người lại, hai mắt ông ta híp lại nhìn chăm chú vào sức ép mà chìa khóa đông phủ mang đến, sau đó mặt mũi tràn đầy kinh sợ, sức mạnh của thứ này bộc phát ra, quen thuộc quá. Hơn 100 năm trước, Tô Vô Kỵ chính là dùng loại năng lượng này, khiến cho mình sợ kinh hồn bạt vía. Nằm dạp xuống đất, đối với năng lượng này, mình vẫn còn nhớ như in, cả đời này đều không quên được. Nếu như đúng như mình suy đoán, loại năng lượng này chính là linh khí. Sau khi kinh hãi xong, Đoan Mộc Lưu liền lập tức nâng cao cảnh giác, xuất ra toàn bộ thực lực của mình, đánh ra một chưởng. Chìa khóa đông phủ cứ như vậy đè ép xuống, còn Đoan Mộc Lưu cũng không hề sợ hãi, dùng tay chặn lại. Keng! Một âm thanh vang lên, Đoan Mộc Lưu vẫn đứng yên tại chỗ, không hề nhúc nhích. Mà chìa khóa đông phủ lại bị bay ngược lại phía sau, hơn nữa còn mất đi năng lượng khủng khiếp của mình. Cảnh giới thần tông, đúng là khủng bố. Phụt! Thần trí của Tô Thương bị tổn thương, anh ôm lấy ngực rồi há miệng, phun ra một ngụm máu. Tiếp theo đó, anh nắm chặt 10 ngón tay lại, nhanh chóng thu hồi chìa khóa đông phủ vào lại trong đầu của mình. Lần va chạm này, chìa khóa đông phủ nhận lấy một chút tổn hại, nhưng chỉ cần ở trong đầu của Tô Thương tẩm bổ một thời gian thì có thể sẽ khôi phục lại như ban đầu. Cái đồ vật kia, biến mất rồi. Đây chính là bí quyết của các chiến sĩ luyện khí thời thượng cổ sao. Ánh mắt Đoan Mộc Lưu nhìn về phía Tô Thương, khóe miệng nở ra một nụ cười hưng phấn. Ông ta đã cảm nhận được,
trong cơ thể của chàng thanh niên ở xa xa kia có ẩn chứa linh khí, chắc chắn là cậu ta đã nắm giữ được phương pháp tu luyện của chiến sĩ luyện khí thượng cổ. Thế là, Đoan Mộc Lưu vừa đi về phía Tô Thương vừa cười lạnh nói, người trẻ tuổi, giao ra phương pháp tu luyện của các chiến sĩ luyện khí thượng cổ thì tôi sẽ tha cho cậu một mạng. Hừ, không ngờ lại bị ông nhìn ra rồi, muốn phương pháp tu luyện sao, cứ đi theo tôi mà lấy. Tô Thương nghe vậy, anh lấy tay lau đi vệt máu nơi khóe miệng, rồi nhanh chóng thi triển chỉ xích thiên nhai, hình bóng anh biến mất ngay tức khắc. Chiến sĩ luyện khí thượng cổ, ha ha, thủ đoạn đúng là quỷ dị, nhưng mà, cảnh giới của cậu hình như vẫn còn thấp, vẫn không phải là đối thủ của tôi, cậu chạy không thoát khỏi sự truy đuổi của tôi đâu. Đoan Mộc Lưu cười nhạo, trên mặt tràn đầy tự tin, sau đó quay người truy đuổi theo Tô Thương. Hình bóng hai người dường như cùng lúc biến mất khỏi nơi đó. Cùng lúc đó, tất cả mọi người ở trong đại điện Kim Loan, đều trợn mắt há hốc mồm, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn vào màn hình, rất rất lâu sau đó cũng không thể bình tĩnh lại được. Dũng mãnh! Đoan Mộc Lưu, quá mạnh rồi! 40-50 tên vệ sĩ nhà họ Tô, chỉ vài tiếng đồng hồ mà đã giết sạch được mấy chục vạn người, hạ gục được chiến tích lừng lẫy từ xưa đến nay. Nhưng 40-50 người mạnh mẽ như vậy, thế mà lại bị Đoan Mộc Lưu chà đạp một cách rất là nhẹ nhàng. Thậm chí, vệ sĩ nhà họ Tô căn bản không có sức để chống trả lại, hoàn toàn bị Đoan Mộc Lưu áp chế. Lúc này, bách quan văn võ ở đại điện Kim Loan, trên mặt tất cả mọi người đều tràn đầy sự ngạc nhiên, xen lẫn hoảng sợ. Đoan Mộc Lưu cuối cũng vẫn phá vỡ được lệnh cấm của Địa Tông, đích thân ra tay đối phó với vệ sĩ nhà họ Tô. Vệ sĩ nhà họ Tô khiến ông ta tổn hại nặng nề, hơn nữa còn không đồng ý khuất phục trước ông ta tức quá hóa giận cũng là hợp tình hợp lý. Không hổ là chiến thần vô địch của trăm năm trước, trên đời này, còn có ai có thể áp chế được ông ta? Vệ sĩ nhà họ Tô đáng tiếc quá, trung thành tuyệt đối với đất nước, hơn nữa thực lực cũng mạnh, đối mặt với Đoan Mộc Lưu, thì tình nguyện lựa chọn sự khẳng khái chính nghĩa, cũng không đồng ý khuất phục. Khiến người khác kính nể thật đấy. Đoan Mộc Lưu đã làm cái gì thế, tại sao đột nhiên lại chạy về một hướng khác, bên đó đã xảy ra chuyện gì sao? Không biết nữa, lúc nãy Thiên Nhãn vẫn luôn theo sát Đoan Mộc Lưu và vệ sĩ nhà họ Tô, không hề quay được hình ảnh của bên kia. Nếu như tôi không nhớ nhầm, thì trước khi Thiên Nhãn quay đến bên kia, hình như Tô Thương đại thiếu gia nhà họ Tô, đang đứng ở bên đó. Lẽ nào Đoan Mộc Lưu đến giết Tô Thương sao? Chấm 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 chấm. Bách quan văn võ, bàn bạc rất sôi nổi, ngoài sự ngạc nhiên ra, thì trên mặt họ còn để lộ ra sự nghi ngờ. Lúc này, trên màn hình lớn ở trong đại điện, chỉ có Tiêu Đình đứng ở đó, dưới đất là 49 thành viên huyết đồ, vây xung quanh thi thể binh sĩ nước đê chất đầy như núi. Ngoài ra, trên màn hình thì không có bất cứ người nào cả. Vốn dĩ Đoan Mộc Lưu cũng xuất hiện trên màn hình, nhưng trước đó bóng người của Đoan Mộc Lưu đã biến mất một cách nhanh chóng rồi. Thêm nữa, Thiên Nhãn chỉ có thể theo dõi hình ảnh, chứ không thể ghi âm được âm thanh. Cho nên, mọi người ở Điện Kim Loan, không thể biết được biên giới phía Nam đã xảy ra chuyện gì. Mau, dịch chuyển Thiên Nhãn đi. Lúc này, Hoàng thượng Long Hành Thiên dặn dò, chẫm muốn xem Đoan Mộc Lưu đi đến chỗ nào. Tại sao lại buông tha cho thành viên huyết đồ, là ai đã khiến ông ta bị thu hút chứ? Tuân lệnh, cán bộ của tin tức bộ môn thao tác một hồi, rất nhanh hình ảnh trên màn hình đã thay đổi, chuyển hướng sang giám sát từng hành động của Đoan Mộc Lưu. Nhưng, bên kia không phát hiện được hình dáng của Đoan Mộc Lưu, hơn nữa, vị trí ban đầu mà Tô Thương đứng ở bên này, cũng biến mất tiêu luôn. Trước khi Thiên Nhãn theo sát, Tô đại thiếu gia Tô Thương nhà họ Tô không phải đứng ở bên này sao, bây giờ lại đi đâu vậy? Đoan Mộc Lưu cũng không thấy đâu, lẽ nào Tô Thương bị Đoan Mộc Lưu bắt đi rồi sao? Hoàng thượng nhíu mày, sau đó liền hạ lệnh, mở rộng phạm vi Thiên Nhãn, tìm cho chấm tung tích của Đoan Mộc Lưu và Tô Thương. Tin tức bộ môn không dám chậm trễ, nhanh chóng làm theo lời dặn dò của Long Hành Thiên. Nhưng bọn họ đã tìm khắp cả mấy chục cây số. Nhưng vẫn không phát hiện ra bóng dáng của hai người kia. Thời gian ngắn như vậy, hai người họ có thể đi đâu được chứ?
Long Hành Thiên nghiến răng nghiến lợi nói, tìm lại lần nữa, chấm nhất định phải biết được tung tích của bọn họ, nhất định phải biết được tình hình của Tô Thương. Tuân lệnh. Tin tức bộ môn bỗng vô cùng lo sợ, đáp lại bằng một giọng đầy run sợ, dùng hết sức mình điều khiển thiên nhãn. Nhưng, Tô Thương và Đoan Mộc Lưu không phải người bình thường, tốc độ di chuyển nhanh đến kinh người, thiên nhãn căn bản không theo kịp được. Đoan, Mộc, Lưu. Lúc này, vẻ mặt của Tây Giao trầm lại, lặng lẽ đọc tên Đoan Mộc Lưu một lần nữa, trong mắt tràn đầy sát ý, ly trà sữa, tôi chỉ uống đúng một lần, cậu ấy nói muốn tặng đồ trang điểm cho tôi còn không thèm nhận, Đoan Mộc Lưu, ông dám giết cậu ấy, được lắm. Tôi đã mất đi chị Ngọc Yến, bây giờ ông hại tôi mất đi tên nhãi danh giống y như chị Ngọc Yến. Đoan Mộc Lưu, ha ha, được lắm. Sau khi tự lẩm bẩm một mình, quanh người Tây Giao phát ra luồng khí rất khủng khiếp. Bù. Trong chốc lát, tóc bà ta bay phấp phới, váy trắng đung đưa, khí tức phát ra rất mạnh, áp chế xung quanh. Dưới sức ép của luồng khí tức này, tất cả mọi bá quan văn võ đang có mặt cửa điện Kim Loan đều nghiêng ngả ra hết. Màn hình lớn trên điện Kim Loan, tiếng sụp đổ ầm vang, biến thành tro bụi, dòng điện cũng rung lắc theo. Cùng lúc đó, bóng người của Tây Giao bỗng biến mất tại chỗ, cơ thể chuyển động, cuốn thành một luồng khí. Sư tỷ, chị đi đâu vậy? Hoàng thượng vội hỏi dò, nhưng đáng tiếc Tây Giao đã đi rất xa, không hề trả lời anh ấy. Sau khi ngừng khoảng vài giây, Long Hành Thiên thầm nghĩ, xem ra sư tỷ đối với Tô Thương, không giống đối với người khác ha. Tô Thương là con trai trai của Tô Đại Tướng Tô Thần Binh, cũng là con trai mà Giang Ngọc Yến sinh ra. Hoàng thượng Long Hành Thiên phỏng đoán, vừa nãy thiên nhãn ó dừng lại trên người của cậu ta, có thể thấy tướng mạo của Tô Thương và Giang Ngọc Yến rất giống nhau, hơn nữa tình cảm của sư tỷ và Giang Ngọc Yến thì không ai bằng. Chắc là như vậy, nên thái độ của sư tỷ đối với Tô Thương vô cùng khác lạ, biết được Tô Thương gặp nạn, chị ấy liền không kìm được cơn tức giận. Nhưng bây giờ đến biên giới phía nam thì không kịp nữa rồi, cho dù là ngồi chiến cơ nhanh nhất, thì ít nhất phải mất 5 tiếng đồng hồ, mới có thể đến được biên giới phía nam. Thời gian dài như vậy, e là thi thể của Tô Thương đã lạnh rồi. Long Hành Thiên lo lắng nói, huống hồ, thực lực của Đoan Mộc Lưu thâm sâu khó lường, sư tỷ hành động như vậy, thể nào cũng gặp nguy hiểm trùng trùng cho coi. Việc này nên làm thế nào đây, chẳng lẽ phải thông báo cho sư môn, mời sư phụ ra tay sao? Hoàng thượng. Lúc này, Bình Thân Vương Long Từ Hành đứng ra ngoài nói, từ hình ảnh ban nãy, có thể thấy Đoan Mộc Lưu muốn đánh chiếm vệ sĩ nhà họ Tô. Nhưng vệ sĩ nhà họ Tô lại không đồng ý, sau đó Đoan Mộc Lưu mới chạy đến vị trí của Tô Thương. Bình Thân Vương nói tiếp, tuy không nhìn thấy bên đó xảy ra chuyện gì, nhưng nếu như xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tất nhiên Đoan Mộc Lưu sẽ bắt Tô Thương đi, bắt giặc phải bắt vua trước, ông ta định dùng Tô Thương để uy hiếp vệ sĩ nhà họ Tô vì cách bắt cậu ấy rất có hiệu quả. Tô Thương chỉ là một tên công tử bột, không phải người luyện võ, tay trói gà cũng không chặt, như vậy, Đoan Mộc Lưu tất nhiên sẽ tra tấn cậu ta, ép cậu ta vào khuôn khổ. Trong ánh mắt của Bình Thân Vương thoáng chút khinh thường, tiếp tục nói, Tô đại thiếu gia nhà họ Tô này, ham mê gái gú, ý chí không vững, đầu hàng địch là chuyện sớm muộn thôi. Theo góc nhìn của thần, nhất định phải đem vệ sĩ nhà họ Tô, điều về kinh thành, đến lúc đó, Hoàng thượng công khai ban thưởng, đem vệ sĩ nhà họ Tô, bồi dưỡng thành thực lực của mình, tận tâm phục vụ đất nước, để tránh cho bọn họ ảnh hưởng đến Tô Thương, nương nhờ Đoan Mộc Lưu, rồi trở thành con dao trong tay của ông ta. Bình Thân Vương đề nghị. Hoàng thượng, Bình Thân Vương nói rất đúng, vệ sĩ nhà họ Tô quá mạnh, võ công kỳ quái, không biết mệt mỏi, bay nhảy liên tục, 4-50 người. Có thể chống đỡ được trăm vạn đội quân hùng hậu, tuyệt đối không thể rơi vào tay Đoan Mộc Lưu được. Đúng đó, vệ sĩ nhà họ Tô được việc có thể dùng được, có thể sau này rất nước ta có thể thống nhất chín châu. Mời Hoàng thượng hạ chỉ, lệnh cho vệ sĩ nhà họ Tô về thành, đội quân kinh khủng như vậy, chỉ có ở dưới mắt của thiên tử, mới có thể yên tâm được ạ. Trong chốc lát, tất cả bách quan văn võ trong triều đều tán thành. Đến Lưu Trung Liên, sau khi cân nhắc hơn thiệt,
cũng chọn đồng ý với lời nói của Bình Thân Vương. Hoàng thượng khẽ gật đầu, sau đó lại nhìn sang Long Từ Hành, có chút tin tưởng nói, Bình Thân Vương, chuyện này giao cho em xử lý nhé, đợi sau khi các vệ sĩ của nhà họ Tô về đến thành phố, cần phải chiêu đãi bọn họ thật tốt, nhất định phải dùng lễ nghi của Hoàng gia quốc thích để tiếp đãi. Vâng, em nhất định sẽ để cho các vệ sĩ của nhà họ Tô cảm nhận được sự thành kính của Hoàng thất. Bình Thân Vương cung kính đáp lại. Tốt! Chiến sự ở biên giới phía Nam, cứ như vậy đã kết thúc rồi, cho dù là Đoan Mộc Lưu có mạnh hơn nữa cũng sẽ không dám đại khai sát giới, giết hại binh lính, nếu không sẽ bị giới võ thuật trong thiên hạ trừng trị. Nếu như không có sự giúp đỡ của các vệ sĩ nhà họ Tô thì mưu đồ thôn chiếm thiên hạ của ông ta đã không thất bại rồi. Hoàng thượng nhìn quanh toàn điện, thản nhiên nói, chuyện kế tiếp, chấm trao toàn quyền cho Bình Thân Vương giải quyết, bãi triều. Nói xong, Long Hành Thiên liền cùng Tổng quản Đại Nội rời khỏi Đại Điện Kim Loan. Cung tiễn Hoàng thượng. Văn võ bá quan cùng quỳ xuống hành lễ, sau đó liền lần lượt rời khỏi Đại Điện. Sao Hoàng thượng lại tin tưởng Bình Thân Vương như vậy, chuyện huynh đệ tàn sát lẫn nhau ở Hoàng tộc còn ít sao? Nhưng tôi cũng chỉ là một thần tử, lại không thể trực tiếp khuyên can, nếu không tôi lại bị nghi ngờ là kích động thị phi nữa. Hai. Quan văn đứng đầu là Lưu Trung Liên, liếc nhìn Bình Thân Vương, thở dài một hơi, rồi cũng rời đi. Rất nhanh. Ở trong Đại Điện Kim Loan chỉ còn lại Bình Thân Vương cùng với mấy vây cánh trung thành của anh ta. Bình Thân Vương ngẩng đầu lên, lén liếc nhìn về chiếc ghế rồng ở trên cao kia, khóe miệng khẽ nhếch lên, trong ánh mắt tràn đầy vẻ thèm khát. Vệ sĩ nhà họ Tô sao, ha ha, đây đúng thật là một sức mạnh hùng mạnh mà. Mục đích của Đoan Mộc Lưu, chính là 19 nước năm quận, là thiên hạ Cửu Châu. Nếu như bổn vương có thể sử dụng được vệ sĩ nhà họ Tô thì bổn vương đã có cơ hội thương lượng với Đoan Mộc Lưu rồi. Bình Thân Vương thầm nghĩ, ha ha, vệ sĩ của nhà họ Tô không chịu thần phục Đoan Mộc Lưu, là bởi vì bọn họ có lòng yêu nước, không muốn phản bội lại đất nước. Mà bổn vương là đồng bào của bọn họ. Thần phục bổn vương thì coi như cũng không gọi là phản bội lại tổ quốc, bổn vương có hy vọng thu phục được bọn họ, ha ha. Nghĩ đến đây, Bình Thân Vương liền dẫn theo mấy vây cánh của mình đi ra khỏi Đại Điện Kim Loan. Sau đó anh ta liên hệ với Triệu Thiên Sách, ra lệnh cho Triệu Thiên Sách dẫn theo vệ sĩ nhà họ Tô trở về thành phố. Chấm chấm chấm. Lúc này, chiến trường ở biên giới phía Nam. Sau khi Đoan Mộc Lưu và Tô Thương biến mất, Tiêu Đình lo lắng cho sự an nguy của chủ nhân, liền ra lệnh cho 49 thành viên huyết đồ, nhanh chóng hấp thu tinh huyết còn lại nơi chiến trường để hồi phục lại thương thế. Bây giờ, thương thế của bọn họ đã hoàn toàn bình phục, bọn họ đứng ngay ngắn trật tự thành chữ thất bài, hợp thành một trận pháp. Quốc chủ Đoan Mộc Thuật của nước D ở cách xa xa, sau khi Lão Tổ Tông rời đi, căn bản cũng không dám có hành động thiếu suy nghĩ gì. Ông ta tận mắt chứng kiến sức mạnh to lớn của đám người Tiêu Đình, cho dù là chủ của một nước nhưng ngay lúc này ông ta cũng co quắp lại, hoảng sợ đến mức biến sắc. Lúc trước, Tiêu Đình và thành viên huyết đồ, vẫn đang hấp thu tinh huyết để hồi phục thương thế, không có thời gian hỏi han Đoan Mộc Thuật. Lúc này, Tiêu Đình cùng với thành viên huyết đồ, toàn bộ đã hồi phục về trạng thái đỉnh phong, ánh mắt của Tiêu Đình liền hướng về phía Đoan Mộc Thuật, lạnh giọng nói, ông là ai? Tôi. Đoan Mộc Thuật ấp a ấp úng, sau đó xoay người muốn bỏ chạy. Nhưng ông ta chỉ là cảnh giới địa tông, làm gì là đối thủ của Tiêu Đình chứ? Chỉ thấy Tiêu Đình nghiêng người lên trước, một chưởng nện Đoan Mộc Thuật ngã lăn xuống đất. Ặc. Đoan Mộc Thuật không hề có chút lực đánh trả nào, trực tiếp bị trọng thương ngất đi, hấp hối. Hừ, ở cạnh chiếc xe đó. Át hẳn quan hệ của ông và lão già đang truy sát cậu chủ không hề tầm thường, đi chết đi. Tiêu Đình không kiềm được tức giận, liền vung nắm đấm xuống, chuẩn bị giết chết Đoan Mộc Thuật. Chờ một chút. Chính ngay lúc này, Triệu Thiên Sách từ trên thành nhảy xuống, khuyên can nói, đội trưởng Tiêu, người này chính là quốc chủ của nước D Đoan Mộc Thuật, thân phận của ông ta quá cao, có thể giữ lại mạng sống của ông ta không? Đoan Mộc Thuật không chỉ là quốc chủ của nước D mà lão già Đoan Mộc Lưu đang đuổi theo Tô Đại Thiếu gia là lão tổ tông của người này nữa. Triệu Thiên Sách nói thêm,
nếu như Tô đại thiếu gia bị rơi vào tay của Đoan Mộc Lưu, trong tay của chúng ta có Đoan Mộc Thuật, có lẽ có thể bàn điều kiện với Đoan Mộc Lưu đó. Nghe đến đây, Tiêu Đình cảm thấy khá là có lý, thế là liền thu tay lại, tha cho Đoan Mộc Thuật một mạng. Huyết Đồ nghe lệnh, đi cứu cậu chủ. Sau đó, Tiêu Đình tập hợp 49 thành viên Huyết Đồ, định đi giải cứu Tô Thương. Đội trưởng Tiêu. Lúc này, Triệu Thiên Sách lại vội vàng nói, Hoàng thượng có lệnh, mời các cậu lập tức về thành phố. Các cậu lần này đại phá quân địch, bảo vệ thành công cho biên giới phía Nam, chắc chắn sẽ nhận được sự khen thưởng của Hoàng thượng. Triệu Thiên Sách cười nói, về đến thành phố rồi, chỉ ít mỗi người đều có thể làm tướng quân, mà Tiêu đội trưởng anh có lẽ có thể trở thành chiến thần thứ 11. Không có hứng thú. Biểu cảm của Tiêu Đình lạnh nhạt, đối với những cám dỗ mà Triệu Thiên Sách nói không hề có chút quan tâm nào, dẫn đầu Huyết Đồ muốn rời đi. Nhưng mà lúc này, trong đầu của anh ấy bỗng truyền tới giọng của Tô Thương. Tiêu Đình, người này thâm sâu khó lường, nhưng mà, các cậu đừng lo lắng, tôi có thể giam chân ông ta lại được. Các cậu nhanh chóng rời khỏi biên giới phía Nam đi, càng xa càng tốt, đừng để ông ta để mắt tới. Tôi sẽ tìm cơ hội để cắt đuôi lão già này. Nghe được giọng nói của cậu chủ, Tiêu Đình lập tức thở phào nhẹ nhõm, sau đó dùng thần giao cách cảm truyền đạt lại những lời của Triệu Thiên Sách nói với Tô Thương. Đi đến thành phố sao? Ha ha! Vậy các cậu đi đi, thành phố là vùng đất trọng yếu của Hoàng Thất, mà Hoàng Thất có thể nắm giữ được thiên hạ, chắc hẳn là có trụ cột cường mạnh ở bên trong, đến thành phố rồi thì các cậu cũng được an toàn một chút. Đợi sau khi tôi cắt đuôi được lão già này, tôi cũng sẽ đi đến thành phố một chuyến, không nói nhiều nữa, ông ta đuổi sát tôi rồi. Chấm chấm chấm. Sau khi nói chuyện với cậu chủ xong, Tiêu Đình nhìn sang Triệu Thiên Sách rồi thản nhiên nói, chiến thần Thiên Sách, lúc nào thì xuất phát về thành phố. Triệu Thiên Sách có chút ngạc nhiên, mới vừa rồi còn bảo không có hứng thú, sao đột nhiên lại thay đổi quyết định rồi. Nhưng mà... Đây là chuyện tốt cho nên Triệu Thiên Sách cũng không suy nghĩ nhiều, khẽ cười nói, biên giới phía Nam có một máy bay chiến đấu đặc biệt, lúc này có thể xuất phát được rồi, các cậu không chỉ đánh bại được sự tấn công của nước D, còn bắt sống được quốc chủ của nước D nữa, không thể không kể công, Bình Thân Vương chắc chắn sẽ trọng thưởng cho các cậu. Tiêu Đình gật đầu, nếu như là lúc trước thì anh ấy sẽ rất vui mừng, nhưng mà bây giờ, anh ấy đối với mấy thứ này thật sự không còn cảm thấy hứng thú nữa. 49 thành viên Huyết Đồ cũng đều cảm thấy như vậy. Bọn họ đã được cảm nhận khoái cảm khi được nhanh chóng tấn thăng thực lực, cho nên đối với mấy chức quan này, sớm đã không còn hứng thú nữa. Nếu như không phải cậu chủ kêu bọn họ đến thành phố, thì bọn họ chắc chắn sẽ không thèm đi. Tiếp theo đó, Triệu Thiên Sách điều tới binh lính canh phòng ở tỉnh lân cận đến thu dọn chiến trường. Rồi sau đó dẫn Tiêu Đình cùng với 49 thành viên Huyết Đồ áp tải Đoan Mộc Thuật đang bị trọng thương hôn mê, rời khỏi biên giới phía Nam. Chấm 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 chấm. Cùng lúc đó, Tô Thương đang băng qua chiến trường hoang tàn, vắng vẻ, anh không ngừng thi triển chỉ xích thiên nhai. Mà sau lưng anh, chính là lão quái vật đã sống gần 300 năm Đoan Mộc Lưu, đuổi theo mãi không buông. Khoảng cách của hai người, vẫn luôn duy trì một khoảng. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không hề có chút mảy may thay đổi nào. Ông già chó chết này, thực lực của ông ta đúng là vượt xa Trương Trọng Ngu. Lúc trước ông ta đã tự phát nổ để đặt chân vào cảnh giới thần tông, quả nhiên là khủng bố. Mặt Tô Thương nặng nề như nước, anh thầm suy nghĩ trong lòng cũng không dám sơ suất dù chỉ một giây, không ngừng thi triển chỉ xích thiên nhai. Lúc trước ở dưới thành biên giới phía Nam, anh đã sử dụng thủ đoạn công kích mạnh nhất, đáng tiếc là cũng chẳng ăn thua gì, trực tiếp bị Đoan Mộc Lưu đè nát. Cho nên Tô Thương thay đổi suy nghĩ, anh định dụ Đoan Mộc Lưu rời đi, sau đó cứu Tiêu Đình và thành viên Huyết Đồ. Anh và thành viên Huyết Đồ có khế ước chủ tớ trói buộc, vậy nên khi ở trong phạm vi nhất định thì chắc chắn có thể nối liền suy nghĩ. Lúc nãy Tô Thương đã thông báo với thành viên Huyết Đồ, để bọn họ nhanh chóng chạy trốn. Khi biết hoàng chủ cho gọi mình, anh không hề nghĩ ngợi gì đã đồng ý ngay, sau đó để thành viên Huyết Đồ đi tới kinh đô trước. Vì anh cảm thấy ở kinh đô có lẽ có cao thủ cùng cấp bậc với Đoan Mộc Lưu.
Tô Thương nhớ rõ lần trước anh nhìn thấy Tây Giao, sĩ quan huấn luyện của quốc Nhật, trong lòng anh cảm thấy vô cùng sợ hãi, đây là lần đầu tiên Tô Thương có cảm giác mình bị người khác nhìn thấu. Chỉ có điều, lúc ấy cảnh giới của Tô Thương chưa cao, hơn nữa người mạnh nhất anh từng tiếp xúc chỉ có tông sư sơ kỳ Nạp Lan Tổ, cho nên anh mới cảm thấy Tây Giao cũng là võ giả thượng cổ thuộc cùng cảnh giới đó. Nhưng sau đó, Tô Thương một đường thẳng tiến, giết tông sư trung kỳ, tông sư hậu kỳ, tông sư đỉnh phong, địa tông, thậm chí là thời kỳ cuối thiên tông. Nhưng trên con đường đánh giết đó, Tô Thương chưa từng gặp được người nào có thể khiến anh cảm thấy áp lực và chèn ép giống như Tây Giao năm đó. Cho dù phải đối mặt với Trương Trọng Ngu đã vượt qua thiên tông đỉnh phong thì trong lòng Tô Thương cũng chẳng thấy sợ hãi. Loại cảm giác đó biết nói như thế nào nhỉ, giống như bất kể bản thân có dẫy dụa như thế nào thì đều uổng phí, hoàn toàn không thể nảy mầm dù chỉ là một chút ý nghĩ chống lại. Cho tới bây giờ, Tô Thương gặp được Đoan Mộc Lưu cảnh giới thần tông thì anh lúc này mới tỉnh ngộ. Tây Giao khiến anh cảm thấy áp lực, đó là một cảm giác đến từ tận sâu trong linh hồn, không khác gì cảm giác đến từ Đoan Mộc Lưu. Bây giờ ngẫm lại, thực lực của sĩ quan huấn luyện Tây Giao, đương nhiên cũng là thần tông. Chuyện này cũng là bình thường, dù sao thì nước hoa đất rộng của nhiều, lịch sử ngàn năm, kinh đô là vùng đất quan trọng, chẳng lẽ lại không có người cấp bậc cao thủ chân chính ở đó hay sao? Tiêu Đình đưa thành viên huyết đồ tới kinh đô trước chính là kết quả tốt nhất, như vậy thì anh có thể yên tâm giao chiến với Đoan Mộc Lưu. Với thực lực của mình thì trong vòng vài tiếng nữa, ông già kia đừng hòng mơ tưởng đuổi được mình, nhưng mình cũng không có cách nào chạy thoát khỏi móng vuốt của ông ta. Trạng thái huyết tế vẫn có thể duy trì thêm 7, 8 tiếng đồng hồ. Mình vẫn còn một viên khí huyết đan có thể gắn liền không một kẽ hở, sau đó lại sử dụng huyết tế một lần nữa, hai lần cộng vào nhau thì ít nhất có thể trụ đến đêm nay. Đi một bước tính một bước, đến lúc đó... Có lẽ ông già chó chết Đoan Mộc Lưu kia không kiên nhẫn đuổi theo nữa, sẽ tự bỏ cuộc mà thôi. Hạ quyết tâm xong, Tô Thương vô cùng chăm chú, thân ảnh nhanh chóng xuyên qua tầng sương mù sáng sớm. Để ông già này nhìn xem cậu có thể trốn được bao lâu. Đoan Mộc Lưu nở một nụ cười lạnh, từ đầu tới cuối vẫn giữ nguyên tốc độ hiện tại, chân bước không ngừng. Cứ như thế hai bóng dáng nhanh chóng di chuyển nhanh đến mức không nhìn thấy rõ. Tô Thương chạy từ sáng sớm tới bình minh rồi lại chạy tới khi trời tối mịt, chạy một mạch suốt 14, 15 tiếng đồng hồ. Lúc trước còn ở trên chiến trường biên giới phía Nam, Tô Thương đã từng sử dụng linh khí, sử dụng chìa khóa Đông Phủ đánh ra một lần tiến công, vì vậy mà linh khí trong cơ thể bị hao tổn rất lớn. Sở dĩ anh có thể thường xuyên sử dụng chỉ xích thiên nhai hoàn toàn dựa vào bí thuật huyết tế, thiêu đốt máu tươi để thu được năng lượng. Dùng để chống đỡ chỉ xích thiên nhai. Nhưng bây giờ, dù đã có hai viên khí huyết đan tăng thêm sức mạnh nhưng anh cũng đã tiêu hao gần hết, trạng thái huyết tế lần thứ hai rất nhanh đã biến mất. Mà Đoan Mộc Lưu đang đuổi theo ở phía sau vẫn bám sát không bỏ, nhìn qua dường như không hao tổn chút sức lực nào. Đáng chết, cứ duy trì thế này cũng không phải là cách. Sắc mặt Tô Thương thay đổi rõ rệt. Thời gian đã trải qua lâu như vậy. Anh định dùng chỉ xích thiên nhai để trốn về nước Hoa. Sau đó anh có thể tới Giang Bắc, trong biệt thự nhà họ Tô có cửu âm cửu dương trận, có thể ngăn cản Đoan Mộc Lưu, biết đâu còn có thể xóa sổ ông ta. Trừ phương án này ra thì anh còn có thể tới Kinh Đô. Khi tới thành phố thì anh lại nhờ huấn luyện viên của quốc Nhật Tây Giao hỗ trợ, hẳn là cũng có thể đối phó với Đoan Mộc Lưu. Tuy nhiên, ông già Đoan Mộc Lưu chó chết này, chặn hết mọi đường của anh, không cho anh trở về nước Hoa mà càng đẩy Tô Thương vào sâu trong địa phận nước D. Bây giờ, Tô Thương đã chạy tới đô thành nước D, nơi này phồn hoa vạn dặm. Nước D tuy chỉ là một nước nhỏ nhưng dù sao đây vẫn là thủ đô, hoàn toàn có thể so sánh với đô thị bậc nhất của nước Hoa. Giây phút này, thành phố nước D đèn đuốc sáng rực, lung linh huyền ảo. Tô Thương chìm trong bóng đêm ở thành phố. Cơ thể không ngừng dịch chuyển nhưng rõ ràng tốc độ đã giảm xuống rất nhiều. Lúc này, biên giới nước D, một chiếc trực thăng hạ cánh, khoang máy bay mở ra, hai bóng người chậm rãi đi ra. Trong đó, một người là tiểu đội trưởng của quốc nhân, Giang Thành Dương, lúc trước đã từng tới Giang Bắc.
còn người còn lại chính là Tây Giao. Mười mấy giờ trước, bà ta ở đại điện Kim Loan quan sát bằng thiên nhã, biết Đoan Mộc Lưu có khả năng sẽ giết chết Tô Thương, bà ta nhanh chóng sai Giang Thành Dương điều khiển máy bay chiến đấu đặc chủng, chở bà ta tới chiến trường biên giới phía Nam. Sau khi đi vào chiến trường biên giới phía Nam, Tây Giao kinh ngạc phát hiện ở hiện trường không có thi thể của Tô Thương. Sau khi dò hỏi Tiêu Đình, bà ta mới biết Tô Thương vẫn còn sống, đang trốn khỏi sự truy đuổi của Đoan Mộc Lưu. Tuy Tây Giao không biết thực lực của Tô Thương sâu cạn thế nào mà anh lại có thể trốn khỏi tay Đoan Mộc Lưu, nhưng giờ không phải lúc để lưỡng lự điều ấy. Việc cấp bách hiện giờ là phải cứu Tô Thương. Tên nhóc Tô Thương này quá giống chị Ngọc Yến, Tây Giao không muốn anh ấy phải chết. Cho nên Tây Giao đã thông qua một phương pháp đặc biệt, tiêu hao máu tươi của mình để sử dụng một loại bí thuật sư môn, truy tìm hơi thở của Tô Thương, đồng thời bà ta cũng lệnh cho Giang Thành Dương chở bà ta bay theo. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 21.